chào các chị nha. Hôm nay em lên hơi muộn một chút, cả nhà vào đi để em like cho các chị xem nha. Em chào cả nhà. Giọng khàn hết rồi các chị ơi. Hello, Phương ơi. Giờ này vẫn còn vào đây à? Cả nhà ơi vào đi, chị chào Hiền nha, chào chị Duyên nha. Em chào tất cả các chị yêu quý của em nha. Chị chào Yến này, chào các tình yêu luôn. Chào các chị luôn nha. Có bị lóe lóe không các chị? Thấy em thấy nó như kiểu của xương xương. Em mới nhận được áo dạ đẹp và chị cảm ơn Hiền Tu Ti nha. Thank you em yêu rất là nhiều. Trời ơi, chào Mai Ngọc. Các chị ơi, ngày mai em phải ngày hôm nay em xả em like nốt cái còn lại ở ở shop em nhá. Ngày mai em đi toàn lấy toàn hàng mới cho các chị luôn. Nên là tình yêu nào mà đây bon chen được cái gì thì vào ủng hộ em đi nhá. Hello các chị ơi, chào Vân Phạm nhá, chào chị Đào nhá. Áo em đang mặc này còn duy nhất một cái luôn. Áo em đang mặc còn duy nhất một cái luôn. Tình yêu nào mà thích áo này thì chốt của em nhá. 60 cân đổ lại cũng mặc vừa đấy các chị ạ. 60 cân đổ lại cũng mặc vừa, màu nâu tây, nó dáng cánh rơi nhá. Còn duy nhất một cái này, 150k. 150k nhá. Cả nhà vào cho em xin mỗi người một chia sẻ đi. Các chị yêu vào cho em xin mỗi người một chia sẻ nhá. Chị chào Mai Anh nhá. Em chào chị Hoa nha. Chị ơi, chị Hoa ơi, mai có bộ nhá. Chào Phương Hà. Chào tất cả các chị luôn ạ. Chào các chị nhá. Cả nhà vào cho em xin một chia sẻ đi để em liver nốt mấy cái bộ còn lại này, mấy đồ còn lại này để mai lấy hàng mới nhá. Hello các chị, áo em đang mặc có chị nào thích không? Cánh rơi, len cánh rơi 3D, len cánh rơi 3D nhá. 150k. Áo đang mặc là 130k Hoàng Hiền ạ. À, em chào Sơn Hà điểm hẹn nhá. Chào chào chị Phương nhá. Chào các chị ạ. À, áo em đang mặc là dạ còn có mấy cái thôi chị yêu ơi, dạ còn có mấy cái thôi, tí em lên nốt ai bon chen được thì bon chen nhá. Dạ còn có đúng mấy cái thôi. Còn áo em đang mặc có đúng một cái thôi các chị ơi. Em lại còn lẻ ra mấy cái áo áo gì nhỉ, áo len kẻ đó, hôm nay lại xuất hiện mấy cái áo len kẻ đó chị. Bạn nào thích thì em chốt luôn cho nhá, chia sẻ bài hộ em đi ạ. Áo đấy hết rồi Hà ơi. Áo chơi áo dạ cho em chỉ nói xanh mà. Hải Yến ơi, dạ nói xanh lại là màu khác, màu nào em, màu nào nhỉ em ơi, em áo dạ nào Yến ơi. Các chị vào cho em xin mỗi người một chia sẻ đi. Yến ơi áo dạ nào nhỉ, tình yêu nhỉ, áo dạ nào nhỉ em nhỉ. Áo đang mặc một cái duy nhất 150k nhá cả nhà nhá. Em ơi cái đấy hết luôn rồi đấy, em thích cái đấy à em? Cái đấy chị hết sạch thành xanh luôn rồi, không còn cái nào rồi Yến ơi. Cái đấy không còn một cái nào luôn rồi đấy. Áo nâu tây này em có thích không? Áo len nhá. Tay cánh rơi nhá, tay cánh rơi. Form rất là xinh luôn này các chị này. 60 cân, 56 57 cân. 56 57 cân đổ lại là mặc đẹp luôn. Em gầy thì có thể mặc không đẹp nhưng các chị càng người người đầy đặn một chút thì mặc đẹp hơn em nhá. Hiền Thanh ơi 60 cân mặc được mà. Chị bán cho khách 60 cân rồi. Chị bán cho khách 60 cân rồi, đang chỉnh thấy ánh sáng nó hơi hơi chói quá chị ạ. Em cảm ơn chị Loan nhá. Thank you chị Loan rất là nhiều. Mai em lại về bộ mới đấy chị yêu ơi, mai lại về bộ mới đấy ạ. Đây em đang chỉnh lại xem là cho nó khỏi lóe quá, nó sáng quá. Các chị thấy chưa, được chưa ạ? Áo em đang mặc về tình yêu là lấy hình chốt này, 150k nhá. Áo em đang mặc 150k. Chị có mà, mai chị đi lấy. Hơi mờ à chị? Hơi mờ à?
Hơi mờ à chị ơi? Này có rõ hơn không hay là vẫn mờ à? Em cảm ơn chị Sơn Hà nhá. Vậy để cho em thứ hai em qua nhà lấy. Hiền Thanh. Hiền Thanh lấy cái gì nhỉ? Hết rồi, cỏ dại ơi. Chị còn đúng một cái 6 cúc thôi. Được rồi à chị? Được rồi hay là lại mờ chị ơi? Hiền Thanh ơi, lấy cái này à em? Hello, giờ mới vào xem được. Đây size nhỏ màu be hoặc nâu. Size nhỏ màu be hoặc nâu. Hình như là em có một cái màu nâu ấy chị yêu ạ. À, chị lấy thì xem có cái áo lấy không. Kết quá à. Áo chị mặc là 150k. Áo chị mặc là 150k. Kết quá à, kết phải chốt luôn em ạ. À, kết phải chốt luôn nha. Áo cánh rơi này 150k này. Tình yêu nào lấy thì chốt luôn em này. Ok, thế Hiền Thanh cho chị số điện thoại đi. Hiền Thanh cho chị số điện thoại đi. Ờ, chị cảm ơn Sơn Hà nha. Hiền Thanh cho chị số điện thoại, chị chốt áo này cho này. Hiền Thanh nhá, chốt cái áo này cho Hiền Thanh đi. Chốt cái áo chị đang mặc cho Hiền Thanh nhá. Hiền Thanh cho chị số điện thoại. Chị cất cho. Chào Đăng Khôi nha, chào tất cả các chị yêu nha. Các chị vào chia sẻ bài giúp em với. Ủng hộ em mỗi người một nút chia sẻ với. Anh Đặng đợi em chút nhá, áo len kẻ này còn đúng 3 cái này. Hiền Thanh, ok chị chốt, em chốt cho Hiền Thanh nhá. Chị qua nhà em lấy nhá chị ơi. Qua nhà em lấy nhá. Đợi em chút nhá, Hiền em chốt cho Hiền Thanh nữa này. Hiền Thanh, khách quen nhà em rồi nhưng mà em cứ cho số điện thoại vào đây có gì thì em gọi chị. Hiền Thanh này, 0973 0973 114037 114 này 037. Ok, 0973 114 cho Hiền Thanh nhá. Cho mình cái áo bạn đang mặc nha. Ok, Trần Quỳnh Lâm này. Cho Trần Quỳnh Lâm áo tớ đang mặc này. Các chị yêu đợi em chút nhá. Em ghi xong em chốt vào luôn này. Trần Quỳnh Lam. Trần Quỳnh Lam đúng không? Áo này 99k nhá các chị ơi. Áo len kẻ này 99k nhá. 0981 0981 này 119004 119004 Quỳnh Lam này. Bảo 99k thôi. Bao nhiêu? Hết cánh rơi rồi bạn ơi. Trần Quỳnh Lam ơi, có phải áo này không hay hay áo cánh rơi? Chị ơi, có phải áo này không hay áo cánh rơi? Áo len kẻ là 99k nhá các chị nhá. Áo len kẻ là 99k nhá. Có 3 màu nè. Đây này, 3 màu như thế này. Quỳnh Lam ơi, chị có phải lấy áo em đang mặc là áo kẻ không thì ok hộ em với. Số phận cuộc đời lấy màu nào? Em còn 3 màu đây, chị lấy màu nào ạ? Xanh à, đen này, xanh và đỏ nhá. Đen xanh và đỏ nhá. Như nào lấy màu nào thì chốt luôn hộ em nhá. Quỳnh Lam có phải lấy cái em mặc thì ok, cái để em còn biết chị yêu ơi. Quỳnh Lam có phải lấy cái kẻ em đang mặc không? Ok hộ em đi. Ok đi để em còn còn chốt cho chị. Áo kẻ là 199k thôi các chị yêu ạ. À, áo kẻ em đang mặc là chỉ có 99k thôi nhá. Chị yêu nào lấy thì chốt luôn hộ em nha. À, áo cánh rơi hết rồi. Áo cánh rơi hết rồi. Áo kẻ. Ok, số phận cục rồi. Đỏ cho em xin số điện thoại đi. 99k thôi chị yêu ơi. Đỏ cho em xin số điện thoại nhá. Số phận cuộc đời nhá. Cho em xin số điện thoại với. Chị ở Yên Bái, chị ship COD mấy cái đồ linh tinh này là 25k. Còn riêng áo phao với áo dạ là 100 à là 30k nhá cả nhà nhá. Số phận cuộc đời chốt màu đỏ cho em xin số điện thoại với. Áo cánh rơi em còn đúng một cái thì chị Hiền Thanh chị lấy rồi, chị yêu ạ. À, còn đúng một cái thì chị Hiền Thanh chị chốt luôn rồi. Đây, xinh chưa? Rồi, ok nhá. Đây, chốt cho chị số phận cuộc đời này. Ok chị ơi lấy hai cái đi.
Hai cái có 225k cả tiền ship luôn chị yêu ạ. À. Hai cái chỉ có 225k thôi. Chị có lấy hai cái không thì mình em chốt hai cái cho chị. Chị mặc được áo vàng không á? Mặc thì nó hơi hơi rộng như thế này chị Hoa ạ. Áo dạ hai cúc à, chị không còn hàng đâu em ơi, không còn hàng đâu. Để chị xem nhá, khi nào có thì chị lấy cho. Số phận cuộc đời hình như mua cái gì nhà em rồi đúng không? Số phận cuộc đời này. Mình nghe cái nick quen lắm. Số phận cuộc đời nhá. 0989 0989 này. 792111 792 này 111. Các tình yêu chia sẻ bài của em với. Cho em mỗi người một một nút chia sẻ thôi. 47 cân mặc thoải mái mà chị yêu. Cái áo vàng có cả màu đen này. Các chị ơi, áo vàng còn hai cái hôm nay em bán 150k nốt nhá. Hôm nay em bán 150k nhá. Còn hai cái đen và vàng, ai lấy thì chốt hộ em. Em đứng lên cho các chị yêu nhá, đen và vàng này. Đấy, áo len kẻ còn hai cái và áo len còn hai cái nhá. Đen và vàng nhá. 150k nhá các chị nhá. 150k. Áo kẻ đây. 150k áo len vàng em đang mặc nhá. Áo kẻ còn hai cái xanh và đen trắng nhá. Ai lấy thì chốt hộ em này, 99k một cái áo kẻ. Áo này là 150k. Ok chị nhá, em chốt cho chị cái màu đỏ đấy rồi ạ. À. Em chốt cho chị cái màu đỏ đấy rồi. Áo vàng em đang mặc chị yêu nào lấy thì ok chốt hộ em này. Áo kẻ là 99k, vàng với đen là 150k. Mỗi loại chỉ có một cái thôi. Mỗi loại chỉ có một cái thôi các chị ạ. Hương Linh ơi, chị lấy vàng à? Ok. Em chốt cho Hương Linh vàng luôn này. Em mặc đen nhá. Chốt cho Hương Linh này. Cái này các chị mặc quần legging cũng được mà các chị yêu. Cái này các chị mặc quần legging này, mặc chân máy này. Đều đẹp. Không có màu đỏ, em còn một cái màu đen này. Không có màu đỏ, em còn một cái màu đen, chốt cho Hương Linh này. Hương Linh nhá. 55kg mặc thoải mái luôn. Vàng 0972 150k chị nhá, 150 nhá. 0972 này. 881724 881 này. 724 ok chốt cho vàng. Còn cái đen nhá, nó là len mà. Các chị ơi, nó là len nhá, em lên cái đen nhá. Không có len cánh rơi đâu. Các chị ơi, không có len cánh rơi đâu nhá. Em lên nốt cái màu đen và hai cái len kẻ là nhà em hết sạch len luôn. Nhà em hết sạch len luôn, lên cái áo đen nhá. Chị nào thích màu đen thì chốt đen vào số điện thoại cho em này. 150 nhá. 150k. Còn duy nhất một cái màu đen này. Còn duy nhất một cái màu đen này các chị ơi. Ờ mai nhá chị ơi, mai nhá, mai về áo len nhá. Đây em còn đúng một cái màu đen thôi. Còn đúng một cái đen thôi ạ. Đây còn duy nhất một cái màu đen này. Ai lấy thì chốt hộ em này, hàng 150 nhá. Hàng này là 150 nhá các chị ơi. Hàng này là 150k ạ. Đấy, ai lấy chốt hộ em đen cộng số điện thoại này. 150k thôi. M đúng không các chị ơi? M. Lên váy đi á. Lên váy đi à. Tắt cái đi xem có M không nhá. Này có rõ hơn không các chị? Như thế này có M không? Có tối không ạ? Bật lên có sáng hơn không? Áo này này, 150k nốt một cái luôn. Nốt một cái luôn. Ai lấy thì chốt hộ em nhá. Đen cộng số điện thoại cho em nhá. Đen cộng số điện thoại cho em. Duy nhất một cái luôn. Đây ạ, 55 cân đổ lại mặc thoải mái luôn các chị ơi. 55 cân đổ lại các chị mặc thoải mái cho em nhé. Hello. Hôm nay lóa quá chị ơi ạ. Thế này được chưa em ơi? Thế này được chưa cái bóng điện ấy? Chị vừa chỉnh lại hiện ạ. Chị vừa chỉnh lại này chưa nhờ, có bị lóa quá không nhỉ? Một cái màu đen này, tình yêu nào lấy thì chốt luôn hộ em này. Tình yêu nào lấy thì chốt luôn hộ em một cái màu đen. Hàng bao nhiêu nhỉ? 150k một cái duy nhất. 150k một cái duy nhất nhá.
Lên áo dạ à? Vâng, đợi em nốt cái áo len này thôi là em lên luôn các chị nhá. Các chị đợi em nốt cái áo len này là em lên luôn à. Ánh sáng như sương mờ được chưa? Hạnh Dung ơi được chưa nhở? Được chưa các chị ơi? Hay là lại vẫn mờ ạ? Như thế này có sáng hơn không các chị? Chán quá nhở. Đức Khôi, Đức Danh là lấy đen nhá, 150k nhá chị ơi, 150k nhá, em chốt cho chị nhá. Em chốt cho chị đen nhá, hàng này 150k có duy nhất một cái thôi. Đức Khôi, Đức Danh này. Lenno là 150, em cho Đức Khôi, Đức Danh là hết rồi nhá. Sẽ Đức Khôi, Đức Danh. Đây, 0966, 0966 này. 937 567, 937 này, 567, 150 nhá các chị ơi, 150 nhá. Bây giờ em lên hai cái là áo len 99k này nữa hết này các chị ơi. Lên đúng hai áo len 99k này là hết sạch luôn hàng hàng len nhá. Hết sạch luôn hàng len nhá. Ai lấy nốt hai áo len 99k một cái này này thì vào ok chốt của em luôn nhá. Một xanh và một đen thôi, 99k một cái các chị yêu ạ. 99k một cái nhá. Đây màu xanh này. Ông có bị mờ nữa không? Hôm nay cứ màu mờ ảo ảo ấy hay là tại sao mà chị đợi em tắt cái này đi xem nhá. Này có được không chị Hiền ơi? Này có nét hơn không ạ? Được chưa chị Hiền? Trần xem của em với. Xem của em với xem là được chưa ạ? Chán quá nhiều nó cứ màu mờ ảo ảo ấy. Được chưa? Hiền Trần xem hộ em xem là ánh sáng như thế này được chưa? 99k một cái này các chị này, 99k một cái, em chỉ có một xanh và một đen nhá. Một xanh một đen, ai lấy thì chốt ok chốt hộ em nhá. Ok hơn rồi ạ. Thank you em nhá. Đây này, một xanh một đen này, tình yêu là lấy thì chốt luôn 99k này. 99k một cái này. Phao à, thủy tít đợi chị chút nhá, rồi chị lên phao luôn nhá. Đợi chị chút nhá. Để chỉnh lại cái ánh sáng đó, hôm nay chán quá. Nó cứ bị là làm sao ấy. Đây hai cái này, ai lấy thì ok chốt hộ em nào. Ai lấy thì ok nào. Lên váy đi à, 60 cân Bùi Thị Lan ơi. Vẫn mờ à? Đáng quá đi mất không thử là điện. Điện hôm nay kiểu gì các chị ạ? Nó cứ mờ mờ ảo ảo ấy nhỉ. Lau thử camera. Được chưa Trâm ơi, được chưa? Màu đen đẹp lắm Hương Linh ơi, màu đen đẹp lắm. Có khi không phải mặc thử đâu ấy. Đây, chị mặc thử cho em xem nhá. Đợi em một phút nhá, em mặc thử nhá. 99k một cái thôi, còn hai cái chứ nhất anh nhanh tay thì lấy luôn à. Nào. Chị mặc thử màu đen luôn, mặc thử màu đen luôn cho em xem. Có hai màu thôi, có hai màu và hai cái luôn ấy. Có hai màu và có đúng hai cái luôn. Hai màu và đúng hai cái luôn nhá các chị nhá. 99k một cái, hai cái luôn cho anh nhanh tay chốt này. Trời ơi, em bán mấy trăm cái áo này rồi. Em bán mấy trăm được ca cái áo này rồi ấy các chị ạ. Thôi tạm được á, chán quá nhỉ. Đây, ai lấy cho em này. Mất thời gian vì mấy cái bóng điện này quá các chị ơi. Đây nhá, mặc thử đen trắng luôn nhá. Mặc thử đen trắng luôn. Cho ai thích thì chốt đen trắng của em này. Đen trắng có một cái và xanh có một cái thôi. Có đúng hai cái thôi mà các chị ơi. Có đúng hai cái thôi mà. Đấy, ai lấy chốt hộ em này. Đây đen nhá, đây là đen trắng nhá.
điện trên đầu chị nó bị ló hết phía sau à? Mọi lần chị vẫn like như thế mà không hiểu sao hôm nay nó tự dưng nó như thế. Đây này, đen trắng này các chị ạ. Đen trắng nhá, ai lấy đi chốt ok của em nhá. Bùi Thị Lan màu xanh cho em xin số điện thoại này. Bùi Thị Lan màu xanh cho em xin số điện thoại nhá chị Lan ơi. Chị Lan lấy màu xanh này, ok này. Em chốt cho Bùi Thị Lan này. Ok, Bùi Thị Lan lấy màu xanh cho em xin số điện thoại đi chị yêu ơi. Để em chuẩn bị lên cho các chị khác, dáng khác nào. Có mấy cái áo len để chỉnh lại cái bóng điện. Mất thời gian quá các tình yêu ơi, chị Lan cho em xin số điện thoại nào. 100k một cái cộng 25k tiền ship là 125k luôn nhá. 65 cân hơn vừa đâu chị yêu ơi. Ok, xong cái này em lên phao nhá. Bùi Thị Lan cho em xin số điện thoại đi chị yêu ơi. Còn một cái đen trắng em đang mặc 100k ai lấy nốt đi. Còn một cái đen trắng em đang mặc 100k nhá. Tình yêu nào lấy nốt thì báo em nhá. Chị Lan cho em xin số điện thoại đi ạ. Chị Lan lấy luôn hai cái hộ em đi chị yêu. Lấy luôn hai cái đi. Đấy, hai cái có 200k. Hai cái có 200k ok chị yêu này. Một cái đen này ai lấy nốt hộ em đi nào. Đen trắng 0363. 0363. 0363. 655755 à, trời ơi số đẹp thế. 655 này. 755. 0363. 655755 ok chị nhá. Ok nhá. Đây rồi cái đen trắng đây này, tình yêu nào lấy chốt luôn hộ em để em. Hoài Hương Lê còn đúng một cái thôi em ơi. Chị Lan thì lấy một cái rồi, còn một cái này em lấy hộ chị đi. Còn một cái này lấy nốt hộ chị đi nhá. Còn một cái em lấy hộ chị đi để chị chuyển sang mẫu khác nào. Tình yêu nào lấy không? Cái màu đen trắng đây này. Cái màu đen trắng này ai lấy thì ok chốt hộ em nhá. Là xong bây giờ like cái gì? Bây giờ liver cái gì được nhỉ? Giờ liver cái gì được nhỉ? Hương Lê ơi, chị còn đúng một cái màu đen này thôi. Còn đúng một cái màu đen này thôi em ơi. Em có lấy thì ok chốt hộ chị nha. Ok chốt hộ chị nha. Đấy, hết. Hai cái thì bạn kia bạn lấy một cái rồi. Ơ chị Huyền Trần ơi. Ok để em lên nốt cái dạ này cho các tình yêu nào này. Có đúng một cái luôn. Một cái này luôn size L. Một cái này luôn size L cho các chị 53 cân đổ lại nhá. 53 cân đổ lại nhá các chị ơi. Một cái này 6 cúc này, size L này, 53 cân đổ lại nhá. 53 cân đổ lại. Đấy. Đây, ai lấy hộ em nào. Còn cái này thôi, một cái này size L thôi, 53 cân đổ lại nhá. Hàng này 480k, có duy nhất một cái cho các chị từ 47 cân đến 53 cân. 47 cân đến 53 cân ai lấy được cái này thì ok chốt hộ em nhá. 480k còn duy nhất một cái màu cà phê sữa này các chị ơi. Màu cà phê sữa này nhá. 47 cân đến 53 cân luôn. Cái len này ai lấy nốt hộ em đi. 99k thôi. Mặc thời tiết này là quá là đẹp luôn rồi các chị ạ. Lan Anh ơi lấy nốt hộ em luôn cái hai cái nhá. Cho nó đỡ lẻ loi nhá chị yêu nhá. Đây ạ, ai lấy hộ em cái dạ này đi. 480k. 480k các chị nhá. Trời ơi. Chị chào Quyên nhá, lâu lắm không thấy Quyên rồi. Tình yêu nào lấy thì ok chốt hộ em nào. Ok chốt hộ em luôn này, áo này luôn này. Đấy, đẹp chưa? Form dáng rất là đẹp luôn, em còn đúng một cái màu be luôn. Còn đúng một cái màu be cho các chị từ 53 cân đổ lại thôi các tình yêu nhá. 53 cân đổ lại thôi. Chị yêu nào mà trong cái khoảng cân nặng đấy thì chốt hộ em cái em áo dạ này đi. Đấy, em 45 cân em mặc nó hơi rộng một chút này. Em 45 cân em mặc nó hơi rộng một chút. Ai mà tầm 47 cân trở lên ấy các chị ạ, 47 cân đến 53 cân mặc đẹp luôn. Nó là dạ S nha các chị nhá. Nó là dạ S đẹp luôn nha. Đây ạ, form dáng của nó đây ạ. Một cái size L thôi. Cái này em còn đúng một cái size L thôi ạ. Áo lên đến 58. Mặc vừa mà lên chị Lê Trang ơi, cái áo lên đến 60 cân cũng vừa luôn ấy. 58 cân mặc thoải mái luôn chị yêu nhá. 58 cân mặc thoải mái luôn. Đấy, chị có lấy không? Áo phao em
Đi em mua hai cái rồi một thân. Ok chị Ánh Tuyết ơi, chị bao nhiêu cân và chị bao nhiêu tuổi để em lên nào pha cho chị ạ? Em nhận được hàng rồi, đồ đẹp mê luôn chị ạ. Chị cảm ơn Ngọc Lâm nha, thank you em yêu nha. Chị Ánh Tuyết ơi, chị thích pha cho tầm bao nhiêu tuổi để em lên pha cho chị luôn nha. Cái dạ này có chị nào kết thì ok chốt hộ em nào. Em dạ này có chị nào chốt không? Em dạ này có chị nào chốt không ạ? Đợi em một phút nha các tình yêu ơi, cho em một phút thôi. Ngọc Lâm hôm trước em mua cái gì đấy em yêu? Hôm trước em mua cái gì đấy nhỉ? Em còn một cái này và một cái màu nâu tây. Hai cái đều size L luôn. À chị 44 tuổi à? Dạ em hơi mặc cứng tuổi nhất. Thế à? Vải dạ đẹp mà em nhờ. Chị Thúy Hằng ơi, mai em bắt đầu đi săn áo dạ ngắn đây, 480k. Ok Hiền Trần, đợi em lên làm pha cho chị nhá. Lê Trang ơi, kéo len này còn đúng một cái rồi chị yêu, chốt luôn hộ em đi. Còn đúng một cái thôi, 58 cân mặc thoải mái luôn Lê Trang nhá. Còn đúng một cái màu đen này luôn. Hai bộ thể thao có khóa kéo và áo dạ cam đất đó chị. À chị nhớ rồi, nhớ rồi, nhớ em rồi. Mai về cả bộ cả áo len các thứ đấy mọi người ạ. À, mai em về thêm nhiều bộ này áo len đấy. Chị yêu nào lấy thì đợi em ngày mai đấy nhá. Mai cũng nhiều hàng đẹp lắm. Áo của chị hôm qua gửi chưa em? Nếu chưa thì để chị chọn thêm. Chị Hằng ơi em gửi luôn rồi, em gửi luôn rồi. Pha dáng dài ok Ánh Tuyết luôn, em chuẩn bị lên pha luôn nhá. Ai lấy em này thì chốt này. Vâng ạ, à, Thúy Hằng ơi đợi mai em lấy dạng ngắn nhá. Trang có lấy áo len kia không? Em còn một cái màu nâu tây này em mặc luôn cho các chị này. Còn duy nhất cái áo, hai cái áo dạ này 480k nhá. Một cái này và một cái màu nâu tây này các chị ơi. Màu nâu tây em còn đúng một cái này. Đấy. Đều là size L 53 cân đổ lại nhá. 47 cân đến 53 cân luôn. Đấy. Một cái là hàng 6 cúc và một cái là hàng 4 cúc. Có đúng hai cái thôi chị yêu nào, yêu quý em dạ này thì chốt của em luôn này. 480k nhá các chị nhá. 480k. Dạ ép đẹp lắm, dạ ép đẹp mềm mịn mịn đẹp luôn các chị ạ. Dạ ép mịn đẹp luôn nhá. Hôm nay là hai cái size L cho các chị tầm 47 cân đến 53 cân. Áo mắc là 480k các chị ơi, 480k. Size từ 47 cân thôi, em chỉ còn size từ 47 cân đến 53 cân thôi nhá. Không còn size to, hết sạch luôn rồi ạ. Hết sạch luôn rồi, ai lấy cái này thì chốt hộ em, ok chốt hộ em là hết luôn. Lê Trang có lấy áo len thì lấy đi chị ơi. Cái này là màu nâu tây nhá các tình yêu nhá. Cái này là màu nâu tây và cái này là màu be. Còn hai cái size L nhá, 480k một cái và riêng áo dạ nhà em ship là 30k. 480k chị Thu ơi, 480 áo dạ đầu tiên đây, màu be đây, có hai cái nhá. Chị yêu nào lấy chốt cho em be cộng số điện thoại hoặc nâu cộng số điện thoại nhá. Be cộng số điện thoại hoặc nâu cộng số điện thoại cho em ạ. À, áo dạ em mặc vừa khít người luôn ý. Thế à, em bao nhiêu cân nhờ em nhờ? Ngọc Lam bao nhiêu cân đấy Ngọc Lam? Để chị xem hôm nọ chị lấy cho em size gì nhỉ? Đây cái chị đang mặc đây là size L đấy. Size L này dành cho các bạn từ 47 cân đến 53 cân là mặc đẹp luôn nhá. 45 cân như em là hơi rộng nhá các chị ơi, 45 cân như em là hơi rộng. Chị nhận được áo len và áo phao rồi. Em ạ, ok lắm. Em cảm ơn chị nhá, cảm ơn chị yêu nhá. 487k à. 480k chị yêu nhá. 48 cân em lấy size M. À, nó là chắc là em nhầm đấy, nó là L và XL đấy Lam ơi. Nó là L và XL chứ nó không có M đâu. Em mặc size L rồi, 48 cân đúng không? Thế nên là cái này chị chốt cho từ 47 cân đến 53 cân là mặc ok luôn. 47 cân đến 52 cân đi. 47 cân đến 52 cân đi mặc ok luôn nhá. Các tình yêu nhá, có duy nhất một cái màu em nâu tây, duy nhất một em nâu tây và một em màu be này thôi. Ai lấy màu nào chỉ cần chốt màu cộng số điện thoại cho em thôi nhá. Ừ, em cảm ơn chị Hoàng Huyền nhá, em cảm ơn chị Hoàng Huyền nhá. Chị ơi cái này nó là dạ ép mà chị, đẹp mà chị nhở, chất dạ rất là đẹp luôn, dạ ép hàng Quảng Châu luôn. Nhà em bán hàng dạ ép hàng Quảng Châu luôn nhá các chị nhá. Đấy, nó không phải là dạ xù đâu các tình yêu ạ, nó không phải là dạ xù đâu, dạ ép rất là đanh luôn đấy. Nó không quá dày mà cũng không phải mỏng ạ, không quá dày mà không phải mỏng. Bạn bộ Đông Xuân đi chị ơi, mai nhá, mai em sẽ lấy nhiều bộ về cho các chị. Tại vì đợt này là các chị hẹn hỏi bộ rất là nhiều ấy.
Mai em sẽ đi lấy bộ này, lấy áo len này, có thể là lấy áo măng tô nữa. Em ở Yên Bái nha Duyên Anh nhá. Em ship COD toàn quốc là 25k chị yêu ạ. Em ở Yên Bái. Hôm qua em áo dạ này thi nhau em hỏi hỏi em size L này. Hôm nay em còn đúng hai em size L nhá. Chị yêu nào lấy thì chốt giúp em với. Chị áo đó à? Phương Còi ơi. À em lấy cái nào? Em lấy áo chị đang mặc à Phương? Áo dạ bao nhiêu tiền? 60 cân không vừa đâu. Đây, đây em đang cần là màu này nhá. Màu này hàng sáng cúc. Phương ơi, Phương lấy cái áo chị đang mặc đúng không? 480k nha, nếu mà Phương lấy ok thì chị cất cho Phương nhá. 480k nha Phương ơi, áo chị đang mặc ấy, 480k. 43 cân không vừa đâu chị yêu ơi. Áo dạ là 480k các chị nhá. Có đúng hai cái, một một be và một nâu nhá. Phương có lấy nâu thì chốt ok cộng số điện thoại cho chị với, chị cất hàng cho em. 480k thôi các tình yêu ơi. Đợi em chốt xong hai em áo dạ này em lên phao cho các chị luôn nhá Minh Anh nhá. Vâng, chị Tuyết thân yêu đợi em một chút thôi, em chuẩn bị lên phao đây rồi. Áo chị mặc không có size M Phương ơi, chị 45 cân. Nó là size L và XL nhá. Có em áo nào 45 cân đây. Chị thích áo gió à? Chị thích bộ gió à chị Huyền, Hoàng Huyền? Ok nhá, nếu mà mai có hàng gió đẹp thì em lấy nhá. Phương có lấy thì ok cho chị này. Chị 45 cân này Phương ơi, chị 45 cân này. Cái này nó là size L nhá, là size bé nhất luôn nhá. Size L này là size bé nhất luôn. Em bao nhiêu cân? 55 cân không có size đâu Diệu Linh ơi. Em còn đúng hai cái này cho các chị từ 47 cân đến 53 cân nhá. 47 cân đến 53 cân. Tình yêu nào lấy thì chốt ok hộ em để em còn chuyển sang kiểu khác. Và một cái len, và một cái áo len 99k nhá. Có duy nhất một cái len 99k này thôi. 50 cân chị Sơn mặc đẹp luôn. Nguyễn Sơn ơi, Nguyễn Sơn hình như là chị ở đâu ấy nhỉ? Ok nhá, chị chốt cho Phương nhá. Phương cho chị số điện thoại đi em yêu ơi. Phương ơi cho chị lại số điện thoại đi. Đấy, chốt cái nâu tây cho Phương và còn một cái màu be này các chị này. Và còn một cái màu be này dành cho 47 cân đến 53 cân. Em còn to hơn chị đúng không? Em to hơn chị thì không sợ đâu. Diệu Linh ơi, cái này hôm qua chị toàn đoán sai to đấy. Ok, chốt mai qua lấy nhá. Phương cho chị lại số điện thoại đi em yêu ơi. Chị nhớ em rồi, hôm trước em vừa qua lấy cái áo phao đúng không? Vừa qua lấy áo phao. Đây, chị cất cho Phương cái áo dạ này này. Đấy. Cho chị lại số điện thoại nhá. Em cất cho Phương này. Ok, chị nhớ em rồi mà. Nhớ em rồi. Hôm trước em qua lấy đấy. Ok Phương, còn đúng một cái màu be em đang mặc thôi, ai lấy thì chốt cho em nhá. Còn duy nhất một cái màu be luôn đấy. Phương này. 480 qua lấy nhá. 0969 0969 0969 này. 60780 á. Em ơi hình như thiếu số ấy, 607 80 gì nhỉ Phương ơi, 80 gì nhỉ? Cho chị xin lại số đi. Cái này không còn hàng đâu em yêu ơi, cái này chị đặt bên Quảng Châu nó không về đâu. Chị đặt thêm rồi nó không về đâu. Đây này. Xong cái này thì chuyển sang phao cho các tình yêu nhá. Xong cái này em chuyển sang phao nhá. Đấy, Phương ơi cho chị lại số điện thoại đi, em ơi thiếu một số rồi. Thiếu mất một số rồi nhá. Đây này các chị ơi, em đi giày đây nó khác hẳn luôn. Em bao nhiêu tuổi? Tình yêu em bao nhiêu tuổi? Đây cái form này nó hơi đứng đứng một chút nhá, công sở một chút. Cứ 30 tuổi hoặc tầm hơn 30 tuổi trở lên là mặc được. Chứ còn mà trẻ quá hai mấy tuổi thì cũng không nên mặc cái này đâu. Ok, em không phải gọi đâu. 780 chị biết em rồi mà. 0969 960780 0969. Ok, chốt cho em rồi nhá. Mai qua lấy cho chị nhá. Mai qua lấy giúp chị nhá. 55kg không vừa đâu chị ơi. Cái này của em tầm 53 cân đổ lại thôi nhá. 53 cân đổ lại cho các tình yêu nhá. Màu be này. Ai lấy be thì chốt be cộng số điện thoại cho em với. Ai lấy be thì chốt be cộng số điện thoại cho em nhá. Cho chị nhá. Còn đúng một cái thôi. Em đang rạch cái túi nó ra để đút cho nó thoải mái.
Hương ơi Hương, Hương gửi lại áo phao cho tớ đi. 50 cân mặc đẹp luôn chị Huyền ơi, 50 cân mặc đẹp luôn nhá. 50 cân chị mặc đẹp luôn đấy. Đây. À, chị thấy phong dáng của nó chưa này? Đây nhá. Chị Huyền 50 cân vừa luôn, chị chốt ok hộ em đi. Lần sau có size to thì alo. Diệu Linh thích kiểu này à? Ok Diệu Linh nhá. Ok Diệu Linh nhá, lần sau có size to thì em gọi cho chị luôn. Mai á, chị Trúc Lương ơi, mai không có dạ đâu. À đây chị Trúc Lương ơi. Cái này đấy, size L đây tình yêu. Size L đây. Em quên mất chị có thích form này size L không? Nếu mà thích thì ok hộ em này. Trúc Lương ơi. Đây cái này size bé hơn đây này. Size bé hơn đây chị nhá. Nếu mà lấy thì ok hộ em này. Đấy. Quên mất hôm nữa trước chị bảo hỏi cái dạ này đúng không? Chị hỏi cái màu be này đúng không nhỉ? Nếu lấy thì ok nhá, xong rồi để em lên làm phao đây. Em lên làm phao đây, dáng dài đây. 480k các chị ơi, 480k nha. Một cái nha. 480k một cái luôn. Đấy. Ai lấy thì ok chốt của em nào. Chị Huyền lấy nhá. 50 cân ok chốt cho chị Huyền đi. Em chốt cho chị Huyền đi nhá. Hết rồi. Các chị ơi, hết rồi nha. Phao đi, phao đi. Phương ơi sao em? Phương bảo gì Phương ơi? Cái nào cũng đẹp mà. Cái nào cũng đẹp mà Phương. Tức là chị Huyền này. Lấy cái 2 cúc thì không còn đâu chị yêu ơi. Chị Huyền hết rồi Phương ơi, hết rồi mà em. À, phong ngắn á, phong 964 họ sợ phong ngắn toàn xe đại thôi các chị ơi, phong ngắn toàn xe đại thôi. 740396, 740 này 396 ok nhá, 0964 740396 phong ngắn toàn xe đại luôn ấy. Ok em nhá, ok em phong ngắn đây này, các chị có thích em ở phong em đang ở không này, 420k hàng hàng siêu nhẹ luôn nhá. 120k nha. Đấy. Đây màu cam đất này các chị ơi, màu cam đất nha. Màu phao tím cẩm lúc chiều em ơi, chị đang xem. À màu màu phao tím cẩm đây chị yêu, nó là cái này. Nó là cái này đấy. Nó là cái em đang mặc nhưng mà màu tím cẩm nhá, chị ánh viết nhá. Đây ạ. À. Nó là cái em đang mặc nhưng mà màu tím cẩm đây. Phao lúc chiều đây ạ. À. Đây màu tím cẩm đây chị nhá. Màu tím cẩm đây, em mặc tím cẩm cho chị xem nhá. Huyền ơi 5-6 cân mặc được nhá. Đây màu cam đất này. Màu cam đất và màu tím cẩm có hai màu nhá các chị ơi. Có hai màu nhá. Em mặc tím cẩm lên cho anh Tiết xem nhá. Ơi. Mở cửa làm gì mẹ đang làm. Đây màu tím cẩm đây này chị ơi. Đây là màu tím cẩm nhá. Có hai size L và XL nhá chị nhá. Có hai size L và XL nhá. 420k nhá các chị yêu ơi. Áo em đang mặc là 420k, đợi em chút nhá. Chảy máu. Trời ơi trời ơi, đi cả bạn, đi cả bạn. Đi lên, xuống vào đâu vậy? Đây màu tím cẩm đây ạ. À. À cái này là có chữ đằng sau đấy. Chị yêu ơi 60 cân Hiền Trần ơi, 60 cân không có kiểu này đâu. 60 cân không có kiểu này đâu ạ. Phao ngắn toàn hàng trung tuổi thôi các chị ơi, phao ngắn toàn hàng trung tuổi thôi nhá. Phao ngắn thì toàn hàng trung tuổi tầm 40 tuổi trở lên cơ. Màu tím cẩm này các chị này, đằng sau nó chỉ như thế này thôi mà chị, nó có chữ gì đâu. Đằng sau nó chỉ như thế này thôi mà. Hai màu nhá, cam đất còn đúng một cái luôn. Cam đất còn đúng một cái luôn ạ. À hồi chiều không có sau lưng nhưng lại không có màu tím. An Hạnh ơi đổi cái gì đây chị An Hạnh ơi. An Hạnh ơi chị đổi cái gì, em chốt hàng cho chị rồi đấy, chị đổi cái gì nhở?
Chị lấy cái gì và đổi cái gì ạ? An Hạnh lấy cái gì nhờ? Em không nhớ luôn ấy. Đây này, màu tím tổng là màu cam đất nha các chị nhá. Đằng sau nó chỉ như này thôi. Còn cái mà không có chữ đằng sau ấy, nó là màu rêu, màu đen và màu cam chị yêu nhá. Không có màu tím cẩm đâu. Chị ơi phao ngắn nhá, phao ngắn em chỉ còn size cho các chị từ 57 cân trở lên thôi. Ở đây có chị nào 57 cân trở lên thì ok để em mặc phao ngắn cho các chị xem nhá. An Hạnh chị lấy cái gì mà đổi cái gì ạ? À? Lấy cái gì đổi cái gì thì chị comment lại giúp em với để em còn biết em đổi cho chị nhá. Hôm trước mình lấy cái áo phao size M mà rộng quá. Giao Liên ơi chị bao nhiêu cân mà rộng? Phao dài màu trắng không có ạ, không có phao dài màu trắng ạ. Màu đỏ cũng được á, không có màu đỏ đâu chị ơi. Cái này nó chỉ có cam đất thôi. Cam đất thôi, không có chữ đằng trước nhá. Có cam đất được không chị yêu ơi? Em thử cái cam đất hàng trơn nhá. Cam đất hàng trơn cho chị nhá. Đây, cam đất hàng trơn đây, tình yêu này. Giao Liên ơi, 45 cân á. Đây, phao ngắn em thử lên cho chị một cái phao ngắn này. Tám cân vừa cái phong này luôn nhé. Nhẹ quá. Nhẹ quá chứ mà mờ lên. À, mẹ mẹ cho cái đây ra. À, mẹ mẹ cũng chung chị mờ. Ai cho cái máy. Chị Thơ ơi, chị lấy áo nào ạ? Chị Định Hà ơi, 55 cân mặc vừa nhá. Làm sao là con trai đang chọc cái mảnh cái 55 cân có sai nhá. Áo em đang mặc 55 cân vừa nhá chị yêu nhá. Áo em đang mặc 55 cân vừa luôn. Có sáng rồi. Có sáng rồi. Áo em đang mặc 55 cân vừa luôn nhá chị yêu nhá. Đi sang với bà. Cho mình một cái phao màu cam đất 56 cân 1m6. Mình gửi lại shop áo dạ không vừa sai lấy áo phao này nhé. Thu Hằng à? Thu Hằng, Phúc Thu Hằng. Lấy cái màu cam đất này 56 cân, 1m6, ok chị. Em lấy, em để đây xong em dồn đơn. Cho em số điện thoại đi Thu Hằng ơi. Phúc Thu Hằng ơi. Áo dạ chị gửi lại cho em đi nhá. Màu cam đất này nha Thu Hằng nha. Màu cam đất này nha. Pha dài đỏ tươi không có đâu. Không có màu đỏ đô đâu. Thu Hằng này, Phúc Thu Hằng cho em xin số điện thoại này. Thu Hằng này. À, đợi hàng 480k nhá. À 420k nhá. Đợi đợi hàng đổi nhá chị nhá. Đợi hàng đổi nhá. Cho em xin số điện thoại đi chị Hằng ơi. Đinh Hà lấy cái gì chị yêu ơi? Đinh Hà chị ơi, chị lấy cái gì ạ? Chị Đinh Hà chị lấy cái gì để em chốt cho. Đinh Hà ơi, chị lấy cái gì? Trời ơi, nó chán cái bóng điện này quá. Biết quay ở nào luôn. Thằng Phong đi ra đây. Ok chị, em ghi vào đây là đợi hàng đổi nhá. Khi nào hàng về thì em đổi cho chị nhá. 0986 này, 0986 này. 422572 422572 0986 422572. Đinh Hà ơi chị lấy cái gì ạ? Chị Đinh Hà ơi chị lấy cái gì? Lấy cái gì thì ok thôi cho em với. Đinh Hà lấy cái gì để em chốt hàng cho chị nhá. Không có màu đỏ mà chị ơi, không có màu đỏ đâu, nó là màu cam đất đấy. Các chị đợi em chút để em chỉnh lại. Chỉnh lại cái ánh sáng của nó một chút. Nó là màu cam đất đấy chị yêu ơi. Không phải màu đỏ đô đâu nhá. Các chị đừng nhầm nhá, nó là màu cam đất đấy. Không phải đỏ đô đâu, không phải đỏ đô đâu. Đừng ai nhầm cái này là màu đỏ đô nhá. Đừng ai nhầm cái này màu đỏ đô luôn, nó là màu cam đất nhá các chị nhá. Lóa quá. Trời ơi, không có size S đâu Giao Liên ơi. Làm gì có pha size S.
rồi Hồng Nhung ơi, hết dạ rồi. Hôm nay không còn dạ ấy. Sao đi các chị nhá. Cắm cái đèn ra đây nhá. Áo em mặc trước là màu cam đất nhá. Chị ơi, có ai gọi điện cho chị chưa? Chị Thơ ơi, có ai gọi điện cho chị chưa ạ? Em có áo phao ngắn dành cho các chị trung tuổi nhá. Đợi em đây, em mặc áo phao ngắn đây. Đợi em chút, em đang chỉnh cái ánh sáng nhà em. Em mặc lên phao ngắn nhá. Chị Thơ ơi, có bạn nào gọi cho chị chốt hàng chưa? Linh Hà ơi, cái áo này này. Linh Hà nhá, có phải áo này không? Áo này nhá. Áo này là hàng màu cam đất nhá chị nhá, không phải màu đỏ đâu. Màu cam đất đấy chị ạ. Màu cam đất đấy, nếu mà ok thì cho em cân nặng em chốt hàng cho chị nhá. Màu rêu em đang mặc đây này, còn toàn size to thôi các chị yêu ạ. Còn toàn size to thôi, size cho các chị từ đây, em mặc rộng thùng thình luôn này các chị ạ. Em mặc rất là rộng luôn, size cho các chị từ 57 cân đến 65 cân luôn ấy. 57 cân luôn nhá, đến 65 cân. Linh Hà lấy cái nào thì chợ chốt lại cân nặng với lại màu hộ em với. Cái đấy là 02 nhá, cái đấy là mã 02 nhá Linh Hà nhá. Cái áo màu cam đất nhá, chị đừng nhầm với màu đỏ nhá. Yêu nhá. Áo dáng ngắn này này các chị này, áo dáng ngắn này này em còn cam. Còn cam và rêu 380k nhá các chị nhá. Còn cam và rêu thôi ạ. Còn cam và rêu nhá. Đây màu cam rất dáng ngắn đây ạ. Màu cam rất dáng ngắn đây, còn size cho các chị nhá. Ok chị, lần sau em lấy size nhỏ nhá chị yêu ơi, lần sau em lấy size nhỏ nhá. Vâng, không có ấy, không có cái nào 44 cân luôn ấy. Chị An Hạnh ơi, chị lấy mẹ mẹ. Tìm hộ con cái đơn ngoài kia có tên An Hạnh không? Để em đổi cho, con đổi cho. 380k các chị yêu nhá, trần trong trần ngoài luôn. Đằng trước đằng sau nó là trơn hết luôn nhá. 380k đằng trước đằng sau là trơn hết luôn. Em còn size từ 57 cân đến 60 cân thôi. Chị Hương ơi, chị bao nhiêu cân? Chị Hương ơi, chị bao nhiêu cân ạ? 986. Áo này là 380k. Khế Đắng ơi, em bao nhiêu cân mà dựa chật? Em yêu em bao nhiêu cân mà bị chật nhỉ? Chị Hương ơi, chị lấy áo màu rêu dáng ngắn này chị bao nhiêu cân để em xem mà còn sai không ạ? 56 cân à? 56 cân thì mặc cái này hơi rộng đấy chị ơi. Cái này phải tầm 57 cân đến 60 cân cơ. 56 cân là em sợ hơi rộng ấy chị ạ. 56 cân mà cái này hơi rộng nhá, 2x là rộng đấy. Đây, Hạnh đây. An Hạnh. Đúng không? Dạ, chị Hạnh. Không, An Hạnh đâu, xem đây, đưa đây con này. Em 48 cân mà chật ra em. 48 cân thì áo đấy làm gì chật nhỉ? Chật thì nó mới cốt một tí. An Hạnh ơi, chị bao nhiêu cân để em đổi cho? Ok, chốt cho hai. Chốt cho An Hạnh, đổi cho An Hạnh nhá. Ok, đổi cho chị lấy tím nhá. Đổi cho An Hạnh lấy tím nhá. Đá khác thì nha, thế này. Đá như nhau. Tím.
Em yêu ơi, 48 cân cái màu rêu đấy không chật đâu em ơi. Cái đấy của chị chốt từ đến 50 cân mà. Em mặc một áo mỏng thôi, với lại em nếu mà ấy thì em đóng cúc ra ngoài cho chị với. Cũng được à, chốt cho chị à? Ok nhá, thì em chốt cho chị Hương nhá. Em chốt cho chị Hương áo này size 2X nhá. Đấy là chị bảo em chốt đấy nhá. Rêu còn đúng cái em đang mặc đấy luôn đấy, còn lại toàn màu cam luôn đấy các chị ạ. Cam đất 65 cân giá ngắn thì hết rồi. Hương này, cái màu rêu còn duy nhất một cái, còn lại chỉ đen với cam thôi nhá. Hết rồi, đấy là bán dài. Bán ngắn thì còn góc kia thôi. Cái bình thì phải lái không? Bán ngắn là mấy cái góc kia. Mẹ vứt hết ra đây cho con cái bán ngắn. Ừ, thôi con ra nghỉ ngơi đi, không là phải nhiều máu lắm. Anh nghỉ ngơi ngoài. Ừ, nằm cho mẹ đi nhá. Đợi em chút nha, em chốt cho chị Hương nữa này. Cho nó hỏi nhầm nhá. Hương Nguyễn này. Hát tình yêu đợi em chút nha. Mẹ bỏ ba cái trong bốn cái trong góc kia ra đây con chốt lại thôi. 0912, 0912. Hàng 380 nhá chị Hương ơi. 0912 này. 742986. 742 này. 986. Không, ba cái của khách trong kia chiều nay không gọi điện được đấy. Bỏ ra đây luôn đi, bán luôn. 45 cân không vừa đâu ạ. Đây giá cả. Đấy ba cái trong đấy vứt hết ra đây. Để con gạch đưa lên cho con. Hai cái này không chưa được. Hai cái này đây càng ngắn XL này. À chị Hương ơi, em có một cái XL rồi, em đổi cho chị nhá. Hai cái này chiều không gọi được, bỏ luôn này, bỏ đơn luôn này. Em chốt cho chị Hương cái XL này. Chốt cho chị Hương đổi sang hộ con cái XL này. Đâu? XL là một khác. Em đổi cho chị Hương XL rồi nhá. Chị Hương nhá, em đổi cho chị Hương XL rồi nhá. XL em đổi cho chị XL cho nó vừa chị yêu ạ. Rồi bây giờ ai đặt gì để em chốt nào. Không có đâu em ơi, không có đâu. Đổi cho chị áo dạ lấy áo phao cam đất. Có chữ nha, ngày kia chị gửi lại cho em. Hôm chị đến với em gửi XL. Chị Loan ơi lấy cam đất có chữ đằng sau à. Chị bao nhiêu cân nhỉ, chốt lại. Cam đất 65 cân không có đâu nha. Ok, bộ 54 cân không có màu rêu đâu. 62 cân chị cam hết bao nhiêu ạ? 62 cân bao nhiêu? Có màu tím cẩm 44 cân, 44 cân hơi rộng một chút nhá. Em ơi kiểu đấy không còn size đâu em ơi, kiểu đấy không còn size đâu ạ. Cô cao 1m50, 65 cân, vòng eo 90. Cô Trần Thị Xuyến ơi, cháu còn cái hình như còn cái màu màu đen ấy. Giá ngắn ấy. Cô đợi cháu xem còn không nhá. Chị Loan chị 54 cân à? Ok nha, em đổi màu cam 54 cân. Em xem còn không nha. Ok nha, chị Loan ơi cho em xin số điện thoại đi. Chị Đỗ Loan cho em xin số điện thoại để em đợi hàng chị đổi này. Loan Đỗ này. Vứt hết ra đây cho con. Đợi hàng đổi nhá chị ạ, đợi hàng đổi nhá. Cái đồ đen này. Đó,
em gửi rồi, chị đổi size khác cho em à. Trời ơi, em gửi thì em phải gọi chị chứ, đổi thì đổi thoải mái thôi. Nhưng mà cái đấy 48 cân làm gì chật nhờ. 48 cân size đấy thoải mái, size đấy 50 cân rồi mặc được ấy. Chị cao 1m6, 57 cân mặc được nhá. Chị cao hiền dịu ơi, chị mặc được nhá. 1m55 380k. Chị Loan cho em xin lại số điện thoại đi chị yêu ơi. Cô Trần Thị Xuyến ơi, cô chỉ còn vừa dáng dài vậy chị có mất ship. Chị gửi lại cho em, chị mất ship đi. Xong rồi em gửi đi cho chị thì em không thu tiền ship chị đâu. Gửi lại cho em thì chị thanh toán tiền ship đi. 47 cân không vừa đâu, 54 cân không còn một cái nào các chị ạ. À. Em chỉ còn size từ 57. Cái đen này 3X, tất cả bên này 3X hết. Bởi vì chỉ còn góc kia thôi. Cái rêu kia là cái gì mà mẹ xếp lên cái màu ấy. À cái cam đất ấy. Chị Loan cho em xin lại số điện thoại đi ạ, à, để em còn chốt cho người khác. 1m6 nhá, chị Hiền Dịu ơi, 57 cân 1m6 chị mặc size 2X cho em nhá. 57 cân 1m6. Đâu cái nào bà ngắn? Đấy. 57 cân 1m6. Đấy tất cả bà ngắn mẹ vứt đâu. Không mấy cái bà ngắn mẹ vừa vứt ra đâu ấy. Đấy. Đấy là dài hết rồi. Dán dài thôi, nhưng họ xếp size nào ra size đấy luôn đấy. Rồi ok chị, có gì em sẽ gọi cho chị nhá. 0962 0962 này. Ship 25 ship 30k nhá. Em ơi phao ngắn không có đâu Hiền Tu Ti ơi, 0962 này. 772988 nhá, 772 này. 988 nhá. Em ghi là đợi hàng đổi nhá chị Loan nhá. Khi nào mà em nhận được cái áo dạ của chị em đổi cho chị sang cái áo phao này nhá chị yêu nhá. Đây là 3X đấy. À, ngắn thì có áo phao đang mặc là 380k nhé các tình yêu ơi. Bây giờ em chỉ còn một size duy nhất cho các chị từ 57 cân đến 60 cân nhá. 57 cân đến 60 cân còn đủ 3 màu. 57 cân đến 60 cân còn đủ 3 màu. Cam, rêu và đen nhé các tình yêu ơi. Đây có màu đen nhá Thu ơi. Cái này chỉ có màu đen nhá. Em có màu đen nhá. Cam, rêu và đen nhá các chị nhá. Nhưng mà chỉ còn size duy nhất từ 57 cân đến 60 cân thôi ạ. Dưới cân nặng đấy là mặc bị rộng nhá. Em mặc rất là rộng luôn này các chị này. Em đang mặc bị mặc rất là rộng luôn. Thu bao nhiêu cân? Thu bao nhiêu cân để chị xem là có vừa không? Còn có mấy cái dáng ngắn thôi này các chị này. Tình yêu nào lấy thì ok chốt hộ em này. Là hết dáng ngắn nhá, còn lại là dáng dài. Còn lại tất cả là dáng dài hết. Các chị yêu ạ. Màu đen có nhá. Inbox à, chị Duyên ơi, inbox à. Hôm nay em đọc inbox của chị, em trả lời inbox rồi đấy. Áo này là 380k các chị ơi. Nó là hàng lông vũ siêu nhẹ, trần trong trần ngoài luôn này các chị này. Trần trong lần ngoài luôn nhá. Đây các chị thấy đường trần của nó đẹp chưa? Dáng ngắn này em chỉ còn khoảng mấy cái thôi. Có màu cam, hai cái màu đen, một cái màu rêu và còn lại là toàn màu cam nhá. 48 cân không vừa đâu chị Thu ơi. 48 cân á, em sợ cái này rộng, 48 cân chắc chắn rộng nhá. Còn size từ 57 cân đến 60 cân thôi.
Các chị lưu ý hộ em chỉ còn size từ 57 cân đến 60 cân thôi ạ. Dáng ngắn lên răng. Chị ơi, cái này không có nâu tay đâu. Bạn 380k. Các chị yêu ơi, 380k nhá. Ai lấy thì chốt, ok, chốt màu cộng số điện thoại giúp em và cân nặng cho em nhá. Đây, hàng nâu vũ đây. Cái này em mặc rộng lắm. Cái này của size này là Cao Dịu Hiền à? Cao Dịu Hiền là lấy màu rêu à? Xem lại Cao Dịu Hiền bao nhiêu cân nữa nhá. Ok, chị Cao Dịu Hiền nhá. Em chốt cho chị màu rêu này. Em chốt cho Cao Dịu Hiền màu rêu nhá. Đấy là của anh 2X kêu bọn em là rất là nhỏ. Ở đâu ạ? Ok này, em chốt cho các chị ơi, em chỉ còn size, nói thật luôn là em chỉ còn size từ 57 cân đến 60 cân thôi ạ. Còn duy nhất một size 2XL 57 cân đến 60 cân đấy nhá. Ai vừa thì chốt em nhá. Cao Dịu Hiền Dịu. Cao Hiền Dịu. Cao Hiền Dịu này, hàng 380k nhá. Màu đen ok, đợi chị đưa cho màu đen, nhưng mà chỉ còn size cho từ 57 cân đến 60 cân thôi ạ. 0343. Chị yêu nào mà tầm cân nặng đấy thì chốt em nhá. 0343 380k các chị ơi. 0343 866668. 866 này, 668. Ok nhá. 0343 866. 0343 866668. Ok. Khánh ơi, con ra ngoài đi. 380k dáng dài à? Đợi em bán nốt mấy cái dáng ngắn này đi. Nào thì thằng Khánh đi ra mới bán. Chân đau rồi, khỏe rồi. Nhanh. Đi mau lên, đi ra đi cả. Ok chị nhá, em chốt cho chị rồi ạ. Màu đen đây, ai vừa hỏi em màu đen này. Đen còn 2 cái. Đen còn 2 cái. Màu còn lại là cam và một cái rêu. Đen còn 2 cái, tất cả size đều là như thế các chị nhá. Có size to đấy, chị bao nhiêu cân? Em chỉ còn size 57 cân đến 60 cân thôi nhá. 57 cân đến 60 cân và đây là màu đen. Một đen, một rêu và còn lại là mấy cái màu cam luôn. Có len lông vũ không ạ? Không có đâu em ơi. 52 cân không còn cái nào chị Thùy Dung ơi. Em không còn cái nào cho 52 cân luôn. Riêng cái áo này em chỉ còn size 2XL ạ. 2XL cho các chị từ 57 cân đến khoảng 60 cân nhá. Các chị yêu nhá. Có duy nhất một cái màu nâu. À, một cái màu rêu, hai cái màu đen và còn lại là toàn màu cam đất như em đang mặc thôi ạ. Chị yêu nào mà cầm cân nặng 52 cân thì không vừa đâu. 52 cân chị chỉ mặc 1X thôi. Mình 62 cân cao 1m68 màu cam. 62 cân 1m68. Vừa luôn chị ạ, vừa luôn. Giá 380k chị Ngân nhá. 380k nhá. Trời ơi chị cao thế. Chị cao nhờ. Nếu mà 62 cân thì chị cũng có thể mặc được cái 2X của em đấy chị yêu ạ. 62 cân chị mặc được cái 2X của em luôn. Chị có lấy thì chốt hộ em nhá. 62 cân mặc ngược, bình thường em chỉ chốt 60 cân thôi. Kiều Anh ơi, chị bao nhiêu cân ạ? Chị bao nhiêu cân và chốt cân nặng cộng số điện thoại giúp em nhá. 380k nhá chị Yến ơi. 380k một cái nhá. Hát tình yêu nhá. Chị Oanh ơi, màu đen đây, em còn hai cái màu đen thôi. Hàng này thì các chị yên tâm về chất lượng đi ạ. Nó là hàng Quảng Châu xịn luôn, Quảng Châu công ty luôn. Không còn S đâu, chị ơi, cái này nó là 1X, 2X và 3X. Nó không có SML đâu ấy các chị nhá. 1X, 2X và 3X luôn. Cho mình xem lại áo cam với rêu. Áo cam là em đang mặc nhá. 62 cân 1m57 á. 62 cân 1m57. Thì kể ra là hơi kích, chị phải mặc 3X cho em ấy. Chị phải mặc 3X mà em lại hết 3X rồi. Chị yêu ơi, em lại hết 3X rồi ạ. Chị phải mặc 3X cho em nhưng mà hết 3X rồi chị Oanh nhá. Không còn size đâu. Em tưởng chị, mà 2X của em này chỉ tầm đến 60 cân thôi. Có sợ kích không chị ơi, có sợ kích không? Em hôm nay không có dạ ngắn đâu chị Dung ơi. Hôm nay em không có dạ ngắn đâu ạ. Em sợ hơi kích đấy chị Oanh ơi, màu đen ấy.
màu đen sợ kích đấy. Mình 55 cân, cao 1m59, có vừa không? Xỉu ơi chị vừa, chị Lý Xỉu này hôm trước chốt cái gì của em rồi đúng không? Em gọi điện cho chị không được hay sao ấy? Lý Xỉu ạ. À, em hình như em nhớ thế đấy, cái nick của chị ấy. Đây này, màu rêu này, à màu cam đất này các chị này. Màu cam đất này, màu đen này. Màu đen này. Và một cái màu rêu nhá. Và một cái màu rêu nhá. Thôi 55 cân không vừa đâu chị yêu ơi. Bộ 380k các chị nhá. 380k. Các chị là màu bên ngoài của nó hơi trầm hơn một chút nhá các chị nhá. Màu bên ngoài của nó hơi trầm hơn một chút so với trên line. Đây màu rêu đây này. Đấy màu rêu thì nó cũng giống như trên line luôn. Ba màu như em đang cầm nhá. Có áo phao dáng dài nhá Thu ơi, nhưng mà bây giờ chị đang liver dáng ngắn. Dáng ngắn của chị còn có mấy cái thôi. Tất cả đều là size hay ít hết đến chán các chị ạ. Không còn size to mà không còn size bé. Tất cả của em là đều là size 2X hết nhá. 380k các chị ơi, 380k. Từ 57 cân đến 60 cân mới mặc vừa nhá các chị nhá. Dưới cân nặng đấy hoặc trên cân nặng đấy thì đều không vừa đâu ạ. 57 cân dưới đến 60 cân mới vừa. Ba màu này, rêu còn một cái, hai cái màu đen và còn lại là một khoảng 5 cái màu cam nhá. 5 cái màu cam đất. Ok chị Ngân nhá, em lấy cho chị cái cam đất size 2XL nhá chị nhá. Hiện tại ở đây em chỉ còn 2XL thôi. Nguyễn Ngân này. Nha, 55 cân không mặc vừa đâu chị yêu ơi. 0903. 55 cân không mặc vừa đâu ạ. Em chốt cho chị cam đất này. 0903 497 092 497 này. 092 0903 497 092. Ok này chị Ngân này. Em chốt cho chị Ngân một cam đất này. Đấy còn tình yêu nào đặt thì chốt hộ em nhá. Em chỉ còn size cho các chị từ 57 cân đến 60 cân thôi. Châu Phan ơi, 380k chị tình yêu ạ. À, cái này với em nó rất là rộng luôn nên các chị, em chỉ mặc lên cho các chị xem qua cái form thôi chứ các chị mặc rộng thì nó đẹp lắm. Nó là hàng lông vũ trần trong trần ngoài nhá các chị nhá. Nó là hàng lông vũ trần trong trần ngoài. Em mặc lên cho các chị xem qua cái form dáng này thôi. 56 cân á. 56 cân, 57 cân thì còn thể có thể bon chen được nhá chị Ngọc nhá. 56 cân, 57 cân thì có thể bon chen được. Em 45 cân thì nó mặc rộng thôi chị. Em nghĩ là chị 56 cân thì chị vừa mặc 1X cũng được mà mặc 2X cũng được chị ạ. Có thể mặc được cái này nhá chị nhá. Tại vì là một kênh nhau 1 cân thì không sao mà chị chân nhau 1 cân thì không sao. Ba màu luôn. Em chào chị Đăng Thảo nhá. Chào các tình yêu nhá. Các tình yêu và chia sẻ bài hộ em với. Mỗi người cho em xin một chia sẻ đi. Cả nhà ơi. Hello nha, 56 cân mặc được đấy. Chị Ngọc có bon chen thì chốt đi ạ. À, cái này em còn size 2X thôi. Hôm trước là có đủ size luôn, đến tận 65 cân luôn các chị ạ. À, nhưng mà hôm nay thì hết sạch luôn, không còn size luôn. Lạnh như thế này mặc một em này là quá ấm rồi. 380k thôi chị yêu ơi. Hàng phao lông vũ siêu nhẹ luôn. Phao lông vũ siêu nhẹ hàng Quảng Châu luôn nhá chị nhá. Hàng Quảng Châu luôn. Còn lẻ cái size nên là rất là khó chị. Áo len để mai đi chị ơi. Áo len ngày mai nhá. Hôm nay chị em chỉ liver áo phao thôi. Áo len để mai đi các tình yêu ơi. Bình thường ấy, cái phao này ấy, của nó là có đủ size luôn. Chị 58 cân mặc đẹp nhất đấy Thanh Lê ạ. Chị 58 cân chị mặc đẹp nhất cái size của em đang có đấy. Tại vì size của em này từ 57 cân đến 60 cân. Chị 58 cân em bao đẹp cho chị luôn nhá. 58 cân bao đẹp mà còn đủ 3 màu luôn Thanh Lê ạ. Đen này, trắng này và cam nhá. À quên, đen, rêu và cam nhá Thanh Lê nhá. 380k thôi. Cái này nó đơn giản lắm. Nó chỉ là hàng trần đơn giản như thế này. Nhưng mà mặc em nói cho các chị luôn, mặc theo thời gian luôn. 330 là cái phao dáng dài ý chị Thắm ạ. Phao dáng dài màu, có màu xanh, màu ghi và màu hồng ấy. Với lại một cái màu đen ấy. Em hết cái đấy rồi chị yêu ơi. Áo phao dáng dài có size nào mình mặc vừa không? Chị Kiều Anh là 54 cân. Em có phao dáng dài cho 54 cân đấy chị ạ. Đợi em chút nha, em lên mấy cái dáng ngắn này rồi em lên phao dáng dài cho chị nhá. 55 cân không vừa đâu ạ. 58 cân, 57 cân trở lên cơ. 55 cân thì không vừa đâu chị yêu nhá. 55 cân không vừa đâu. Em nói rồi em chỉ còn size 2X thôi các chị ạ.
còn size 2X thôi. Cho các chị từ 57 cân đến 60 cân là mặc đẹp nhất. Như cái chị gì kia kìa. Chị ơi mặc thoải mái mà. Cái này form nó là 2X mà chị ơi. Nó là 2XL. Trong cái cân nặng đấy của em là mặc được mà chị yêu. 60 cân còn mặc được thì chị 58 cân chị mặc thoải mái. Chị cao mét bao nhiêu ạ? Chị cao mét bao nhiêu? Cái form này ấy, mẹ em rất là to vai luôn. To vai luôn, mẹ em phải tầm 59 cân mà mặc đẹp luôn chị nhá. To vai nhưng mà cái khung vai người già ấy khó mặc mà còn mặc được ấy. Nên là chị không lo đâu nhá. 60 cân vừa mà chị Lê Xuân, 60 cân vừa in cái này luôn. Chị ạ, 60 cân vừa in cái áo phao dáng 2XL của em luôn Xuân ạ. 380k thôi các tình yêu ơi. Vào nhanh đi. Nó còn lẻ size nên là rất là khó. Nó còn lẻ size nên là em rất là khó tư vấn. Ví dụ như còn đủ size cơ 1X, 2X, 3X thì thoải mái luôn. Thanh Lê vừa này, Lê Xuân vừa này. Đấy, 57 cân đến 60 cân mà chị yêu. 57 cân đến 60 cân. Em mặc thì nó rộng thùng thình như thế này. Nhưng các chị mặc mà vừa thì đẹp lắm ấy. Tiếc quá nó đẹp à Thanh. 1m52, 58 cân mặc được. Chị Thanh Lê nhá. 1m52, 58 cân mặc được mà. Em mặc màu rêu nhá. Màu rêu này còn đúng một cái thôi này. Em mặc màu rêu cho chị xem. Màu rêu này em còn đúng một cái thôi. Để em mặc màu rêu cho chị xem nhá. Màu rêu này còn đúng một cái luôn ấy chị ạ. Em sẽ mặc luôn màu rêu cho chị xem. Mặc luôn màu rêu cho chị xem nhá. Còn đúng một cái màu rêu luôn. Đây. Còn một rêu hai đen. Đây rêu đây Ngọc, Ngọc. Chị Hoa ơi. Chị Ngọc ơi. Chị bao nhiêu cân? Chị bao nhiêu cân để em xem. Các chị phải được sờ và nó cơ. Nó mềm lắm các chị ạ. Nó là phao siêu nhẹ rất là mềm. Mà đường trần của nó chắc chắn như thế này ạ. Đường trần của nó chắc chắn như thế này. 59 cân vừa mà Lê Xuân. Từ đấy giờ em bảo chị 59 cân là mặc vừa. Cái size này của em là từ 57 cân đến 60 cân nhá. 59 cân thoải mái luôn không lo vừa. Trời ơi này em mặc nó tát mồ hôi này. Đấy 59 cân này các chị ơi. Đấy màu cam đất này, màu rêu và màu đen nhá. Tất cả đều là size XL cho các chị từ 57 cân đến 60 cân nhá. Ai lấy thì ok cho hộ em. Hàng phao Quảng Châu đẹp lắm các chị ơi. Đẹp lắm ấy. Đây màu đen này. Lê Xuân vừa này. Chị Ngọc ơi màu rêu đây chị có thích không? 1m63, 58 cân mặc được nha Lan Bùi ơi. Chị mặc vừa đẹp luôn. Trong cái cân nặng của em 57 cân đến 60 cân thì tất cả các chị đều mặc được nhá. Hai cái thì cũng chỉ mất 30k tiền ship thôi chị Thắm ạ. 380k các chị yêu nhá, 380k. Mấy cái màu này là lúc chiều khách chốt hết rồi. Nhưng mà nhà em gọi điện hai lần không thấy nghe máy, em phải bỏ ra bán đấy ạ. Chứ lúc chiều các chị đi chốt hết rồi. Gọi điện nhá các chị phải để ý nhá. 2 đến 3 lần thôi, cùng lắm là 3 lần thôi. Các chị không gọi lại, thấy cuộc gọi nhỡ không gọi lại là em bỏ luôn. 53 cân không vừa đâu. Trời ơi toàn các chị bé bé mà thích bon che này. Em hết size 53 cân rồi. Ok chị Xỉu lấy cam đất nhá. Chị Xỉu hôm nọ đặt cái gì của nhà em chưa? Chị Xỉu đặt cái gì của nhà em chưa nhở? Em thấy nick chị quen lắm ấy chị ạ. Bí Xỉu ấy. Hay là hôm nọ em gọi điện cho chị không được. Lý Xỉu. Em có 45 cân thôi, em mặc rộng thanh thang luôn. Em không mặc vừa cái size này luôn. Size bé nhất em cũng không mặc vừa luôn chị ơi. Size bé nhất phải từ 50 cân đến 55 cân. Mà cái này của nó là size 57 cân mà. Ship là 30k chị ơi. Bán cái giá này một cái áo phao Đông Vũ là quá rẻ rồi. Em không thể free ship được nhá. 083797. Em mặc cái này đứng lên không đẹp đâu. Nhưng em cứ đứng lên cho các chị xem nhá. Tại vì form này nó quá rộng so với em luôn. 083797 2552. 2552. Ok, em chốt cho chị Xỉu nhá. 083797 2552. Em chốt cho chị Xỉu này. Đứng lên cho các chị xem form dáng nhá. Chứ em mặc nó rộng lắm. Các chị mặc vừa thì nó mới đẹp. Mặc vừa thì nó mới đẹp nhá. Mặc rộng không đẹp đâu. Ok, chị Thu lấy màu rêu là hết này. Thu lấy màu rêu còn đúng một cái thôi. Hoàng Thu lấy luôn nhá. Chị Hoàng Thu ơi, bao nhiêu cân? Để em xem chị có vừa không. Chứ không đến khi lại không vừa mất công lắm chị ạ. Chị yêu ơi chị bao nhiêu cân? Hoàng Thu bao nhiêu cân để em xem có vừa. Chị Hoàng Thu ơi chị bao nhiêu cân ạ? Bây giờ em còn lại toàn màu cam và hai cái màu đen thôi nhá các chị nha. Hết rêu luôn nhá. Chốt cho chị Thu là hết rêu luôn. Lan Bùi lấy đen cho em số điện thoại này. Nhớ là cân nặng từ 57 cân đến 60 cân thôi các chị nhá. Các chị mà dưới cân nặng đấy hoặc trên cân nặng đấy thì đừng chốt ạ. Dưới cân nặng đấy hoặc trên cân nặng đấy thì đừng chốt nhá. Mình cao 55 cân không vừa đâu chị Thanh Thanh ơi. Nếu mà chị thích mặc hơi rộng rộng thì được. Chứ còn nếu thực ra thì nó không vừa đâu ạ. Hơi rộng so với chị đấy. Hơi rộng đấy chị yêu ơi.
Hơi rộng đấy, chị thích thì chị mặc cũng được. Nhưng nó hơi rộng một chút thôi. Lan Bùi lấy đen cho em xin số điện thoại nhá. Chốt cho Hoàng Thu này. Hoàng Thu, cân nặng thì em báo rồi nha chị Hoàng Thu nhá. 6-7 cân không có đâu Ngọc Bích ơi. Làm gì có cái màu nâu nào đâu em ơi. Lan Bùi lấy đen à chị ơi. Trời ơi Hoàng Thu ơi không vừa. 49 cân không vừa đâu. Chị Lan Bùi bao nhiêu cân này, em đã bảo với các chị rồi. Cái này em chỉ còn size các chị từ 57 cân đến 60 cân thôi. Hoàng Thu không vừa đâu nhá. Chị Lan Bùi bao nhiêu cân à? Có cái này cho chị màu cam 1m60 nào 59 ấy. Lê Xuân đúng rồi, phải comment như chị Lê Xuân ấy thì em mới biết là các chị có vừa không đấy. Chị Hoàng Thu cứ chốt số điện thoại thế đến khi cân nặng có vừa đâu chị yêu, có vừa đâu ạ. Chốt như chị Lê Xuân ấy thì em biết là các chị có mặc vừa hay không. 43 cân không vừa đâu chị yêu ơi. Còn size duy nhất cho các chị từ 57 cân đến 60 cân nhá. 57 cân em chốt cho Lê Xuân này. 0168 này 380k chị Nhàn ơi. 0168 447 7296 447 này 7296 ok nhá. Lan Bùi 58 cân vừa, em chốt cho Lan Bùi màu đen nhá. Đấy, đúng rồi. Lan Bùi ơi chị mặc vừa. 58 cân thì mặc vừa luôn, em chốt cho chị màu đen này. 2L. Lan Bùi này. Màu đen nhá chị nhá. Em cho Lan Bùi này. 0983 0983 0983 754771 754 này 771 09. Chị Lý Xỉu ơi em chỉ còn 2X thôi. Chị ạ, không có XL đâu. 2X của em từ 57 cân đến 60 cân. Chị bao nhiêu cân ạ? 0983 754771. Chị bao nhiêu cân để em xem là chị có mặc được không. Em chốt cho chị rồi đấy. Em ơi chị nhận áo rồi. Em cảm ơn Lina Nguyễn nhá. Em cảm ơn chị ạ. Không có áo gì cho 43 cân luôn ấy. Cho có màu rêu thì cho chị còn. Lê Xuân em vừa chốt rồi đúng không. Có màu rêu em đổi cho chị luôn nhá. Em đổi cho chị Lê Xuân luôn. Lý Xỉu ơi chị bao nhiêu cân. Lý Xỉu yêu ơi chị bao nhiêu cân. Chị ơi không ạ. Nó vẫn là giá 380 đấy chị yêu ơi. Chị cầm 55 cân. 1X em hết rồi nha. 1X em hết rồi chị ạ. Còn 2X thôi. Còn 2X thôi chị ơi. Em hủy đơn của chị nhá. Em thích cái áo chị đang mặc à. Mua đi em. 380k thôi đó chị ơi. Em chốt cho chị Lê Xuân xong màu rêu nhá. Lý Xỉu hủy đơn Lý Xỉu nhá. 54 cân không vừa đâu các chị ơi. Sorry các chị rất nhiều nhưng mà những cân nặng đấy không thể vừa được. Lý Xỉu này 55 cân em còn không chốt đây này. 55 cân em không chốt này, sợ bị dài, sợ bị rộng quá này. Đào Trinh không vừa nhá. Em ơi mai lấy gió. Ok ạ, à, mai em đi lấy hàng mà. Thảo Linh ơi mai em đi lấy hàng mà. K chưa có ship đâu chị ơi. À 420k là dáng dài Lena nhá. Lena ơi 420k là dáng dài. Chị 55 cân chị chỉ mặc XL thôi mà. Em lại hết XL rồi chị Xỉu ạ. Em lại hết size XL rồi, em chỉ còn size 2X thôi chị nha. Không có cho 52 cân luôn ấy. Không có cho 52 cân đâu. Bây giờ chỉ còn một cái đen và mấy cái cam thôi. Cho từ 57 cân đến 60 cân. Cứ chị yêu nào trong tầm cân nặng đấy thì chốt giúp em nhá. Còn lại thì các chị đừng có chốt. Không vừa đâu ạ. Em chơi như thế để chắc cho các chị và em luôn. Màu đen này còn 5 cái cam và 1 cái đen. 5 cái cam và 1 cái đen. Ai lấy thì ok chốt hộ em nhá. 5 đen và 1 cam luôn. Năm 2 cân không vừa, 55 cân không vừa.
Áo em đang mặc chị không vừa đâu chị ơi, áo em đang mặc phải 5-7 cân đấy chị ạ. Phao dáng dài thì đợi chị chút đi. Tình yêu nhá, đợi chị chút đi. Phao dáng dài toàn của trung trung tuổi thôi. Đúng rồi, 380k chưa có tiền ship đâu chị ơi, ship nữa là 401 nhá. Em không biết đâu chị ơi, không biết là còn hó hàng không. Hay là chị thích mặc rộng rộng thì cứ lấy cái này. Còn đen và cam thì ai lấy thì ok, chốt cho em mất mất mấy con này đi. Em ơi không có áo nào 45 cân em mặc được luôn ấy. Cái này size to lắm. Lê lê nhá, lê đinh đinh nhá. Không có cái nào 45 cân luôn ấy. Form của nó lạ to lắm. Hàng còn sâu không. Ok, báo dài nhưng mà áo dài toàn người trung tuổi thôi. Áo dài cho người trung tuổi thôi các chị nhá. Đây, lên áo dài dài đi. Em vẫn lên áo dài dài vào cho người trung tuổi nhá. Ờ, chị ơi, cái này bên kia người ta không làm luôn rồi ấy. Bên kia người ta không sản xuất rồi chị ạ. Phao lông vũ nhá các chị nhá, em dám bảo là phao lông vũ giá ngắn đây cũng thế này. Cái này thì còn có size 50 cân đến 65 cân. Đấy, 50 cân đến 60 cân luôn nhá. Đây, dáng dài đây các chị ơi, dáng dài đây. Không có phao dài cho người trẻ à. Chị Phạm Hằng ơi, còn một cái đen ngắn nhá. 62 cân có, 62 cân có dáng dài này luôn. 62 cân có dáng dài 420k. Phạm Hằng ơi, em còn một cái đen ngắn chị yêu ơi. Còn một cái đen ngắn nhưng mà 57 cân trở lên cơ. 57 cân đến 60 cân cơ chị ạ. Không còn cái bé hơn đâu. Phao dáng dài này này. Cho chị em đang mặc. Chị Hiền ơi, chị bao nhiêu cân nhỉ? Nói lại giúp em với. Hiền Trần ơi, chị bao nhiêu cân? To quá. Hiền Trần ơi, chị bao nhiêu cân cái màu rêu này này? 420k dáng dài nhá. Chị Hiền Trần bao nhiêu cân để em chốt cho chị nào. Hiền Trần ơi. Cái em đang mặc là 420k dáng dài nhá các chị nhá. 420k dáng dài và 380k là dáng ngắn. Chị Hiền Trần bao nhiêu cân để em chốt cho chị cái màu rêu? Ok, 62 cân. Hiền Trần 62 cân, người có gọn không chị ơi? Người có gọn không để em còn lấy chuẩn size cho chị luôn ấy. Chị cao 1m bao nhiêu ạ? 62 cân nhưng chị cao 1m bao nhiêu? Chị yêu ơi, 62 cân cao 1m bao nhiêu để em lấy size cho chị? Bảy cân không có đâu. À, cao 1m55 thì cao một cái. Chị ơi, 62 cân nhá. Em 23 tuổi đừng có mặc. Chị Hiền Trần ơi, cao 1m55 mà 62 cân á, em chỉ có màu đen và màu cam đất thôi nhá. Có 3 màu chị cầu anh ơi. Hiền Trần ơi, em chỉ có đen và cam đất thôi. Màu này em hết size rồi. Màu này chỉ còn 2x và 1x thôi nhá. Màu này chỉ còn 2x và 1x thôi. Màu này chỉ còn 2x và 1x luôn đấy. Đợi em chút, chờ em xếp đi khai. Hiền Trần ơi, có màu đen thôi, chị có lấy không? Em chỉ có màu đen thôi nhá. Hiền Trần nhá. Toàn 2x thôi các chị ạ. Toàn 2x thôi.
Ok, chị lấy màu đen nhá. Áo chị đang mặc có rêu này, đen và tím than. Rộng chút nữa cho áo phao. Cho em áo phao ngắn đi, màu đen nhé. Lê Đinh Đinh là em bao nhiêu cân nhỉ? Lê Đinh Đinh, chị xem lại xem nào. Lê Đinh Đinh 45 cân không mặc được đâu em ơi, rất là rộng luôn ấy. Em lấy cho Hiền Trần màu đen nhá. 45 cân không thể mặc được đâu. Chị ơi, 45 cân không thể mặc được đâu chị nhá. Hiền Trần này 420k chị yêu nhá. 0944 0944 này, 045535, 045 này, 535, 0944 040 045535. Ok Hiền Trần này. Phao ngắn là 347 cân không vừa đâu các chị ơi. Lê Đinh Đinh em đừng lấy. Kiều Anh 62 cân vừa nhá. Đào Trịnh này 54 cân mét rồi. Form dài ok. Đào Trịnh 54 cân chị lấy màu gì? À 1X là 1X chị lấy màu gì Đào Trịnh ơi? Màu đen em không vừa đâu, 45 cân ấy. Màu đen em không vừa đâu. Đào Trịnh ơi 54 cân chị lấy form dài chị lấy màu gì? Form dài nha, 1X này em còn có rêu và cam nhá. Rêu và cam nhá. Áo em đang mặc 52 cân không có màu đen đâu. Còn rêu và cam thôi. 52 cân còn rêu và cam thôi nhá. Chị Đào Trần ơi, 65 cân mặc vừa, 65 cân còn toàn màu đen. 65 cân còn đen và cam. Chị Lan Dương nhá, 65 cân còn đen và cam luôn. Áo em đang mặc trần trong trần ngoài đẹp lắm các chị yêu ạ. Đào Trịnh ơi, chị 54 cân 1m58, chị mặc 1X nhưng mà em còn rêu và cam. Chị lấy màu nào thì chị chốt màu luôn cho em để em chốt hàng cho chị nhá. Rêu và cam nhá. Lan Dương ơi, 65 cân. Dài là có rêu này, đen và cam nhưng mà tùy từng size từng ấy còn lại lẻ size thôi các chị ạ. Chị Lan Dương nha, em còn màu cam và màu đen, chị yêu lấy màu nào thì chốt hộ em nhá. Còn đen và cam này, cái này là hàng 1X này, 50 cân trở lên cơ, em mặc rất là ấy. Màu rêu ok Đào. Chị Đào là lấy màu rêu ạ. Lan Trần 55 cân cao 1m52 chỉ mặc 1X thôi. Ôi chị ơi, áo phao này cực kỳ mềm luôn ấy. Áo phao nó là hàng Quảng Châu xịn mà. Hàng Quảng Châu xịn mà các chị ơi. Đâu nhỉ? Đào Trịnh này, đợi em chút nha. Đào Trịnh. Hàng 420k nhá chế nhá. 0168 0168 này. 4870742 4870742 này. 0168 0168 4870742. Ok em chốt cho chị Đào rồi nhá. Em chốt cho chị Đào rồi ạ. Em mặc thử cam á. Em mặc thử màu cam cho các chị nhá. Em mặc thử màu cam dáng dài luôn này. Nó là cam đất nhá các chị nhá. Nó là cam đất nhá. À, Đoàn ơi, em còn một cái đen đấy chị ơi, còn một cái đen đấy, chị có lấy không thì em cho chị, em còn một cái đen dáng ngắn 56 cân có thể mặc vừa đấy. À không, phải 57 cân đấy, 57 cân, 56 cân. 55 56 cân vẫn hơi rộng đấy, màu cam đất này này các chị ơi. Màu cam đất này này. Đây màu cam đấy. Cam rêu và đen nhá. Các chị nhá. Cam rêu và đen. Em bán ở Yên Bái. Chị ơi, em mặc không đẹp đâu. Em bé lắm các chị ạ. Em bé lắm, em mặc không đẹp đâu. Các chị mặc vừa sẽ đẹp hơn rất nhiều. Em ơi, cái này là 420k. 420k một cái nhá. Em mặc rộng lắm các chị ạ. Cái này 50 cân trở lên cơ. Em mặc rất là rộng. Các chị nhìn thấy tay với vai của em rộng chưa? Mặc mà đẹp vào thì nó đẹp lắm. Cái phòng này em mới tội là em mặc rộng thôi. Em mặc quá rộng nên là nhìn nó không lên được hết form. Không đẹp được, không tôn được cái áo này lên. Chị Đào Trịnh, chị 54 cân là chị mặc vừa cái này, vừa in cái này của em luôn ấy. Tớ mét 52 có vừa cái đấy không? Lan Trần này. Lan Trần 1m52, 55 cân mặc đẹp. Chị ơi 55 cân mặc vừa nhá. Đấy, em đã bảo cái này của em là từ 50 đến 55 cân mà. Em 45 cân em mặc rộng lắm. Hiền Trần là mẹ. Chị vừa chốt một cái màu đen mà chị Hiền ơi, cho 65 cân mà. Mẹ chị cao 1m58 mà 59 cân thì mặc vừa. Mặc vừa 2X mà em chỉ còn rêu với
rêu với cam nhá. Mặc vừa hay em còn rêu với cam Hiền Trần nhá. Cam 60 cân có nhá chị Thắm nhá. Cam này có size 60 cân nhá. Chị Hiền Trần ơi, mẹ chị mặc vừa đấy. Ok, Đào chị đổi màu cam nhá. Em đổi cho chị Đào chị màu cam này. Chị cao 1m50 và 65 cân, mặc size to nhất đi chị ơi. Chị phải mặc size to nhất ấy. Đây em đổi cho chị Đào chị màu cam này. Lan Trần, ok nhá, em chốt cho Lan Trần nhá. Các chị yêu ơi, đợi em chút nha. Đợi chút, em chốt cho các chị đây. Cái lô này em thề với các chị luôn là không còn hàng mà bán đâu nhá. Không còn hàng mà bán mà thỉnh thoảng mới được lô cho người chung mặc thôi. Chứ còn toàn lại toàn tin trẻ trẻ thôi các chị ạ. Nên là các chị hốt nhanh cho em đi. Hốt nhanh cho em đi, Đào chị này. Lan Trần 52 cân 1m55. Lan Trần đúng không nhỉ? Đợi em chút em nhìn lại. Lan Trần ok, Lan Trần này. Lan Trần là lấy màu cam này luôn nhá. Em chút cho Lan Trần này. Màu cam nhá Lan Trần nhá. 420k thôi các chị ạ. 0985 0985 này. 783682 783 này. 682 0985 783682. Ok, em chốt cho Lan Trần này. Cái gì nhỉ? Mẹ chị cao 1m59 cân vừa nhá, Hiền Trần có lấy không ạ? À? Em cao 1m60 55 cân mặc size 1X thôi. Không có 42 43 cân đâu. 1m50 55 cân, 65 cân mặc size to nhất ạ. À? Ok, chị Hiền Trần lấy thêm cam hay nhá chị nhá. Hiền Trần ơi, lấy thêm màu cam nhá. Em chốt cho Hiền Trần màu cam 2X nha, cho 60 cân nhá chị Hiền nhá. Hiền Trần dồn đơn nhá. Hiền Trần dồn đơn này, thêm một cái cam 2X nha chị nhá. Của chị là một cam 2X và một đen 3X nhá. Đợi em chút nhá. Chị Thắm ơi, chị lấy cái gì đấy? Lan Trần màu cam ok. Kiều Anh ơi màu cam. Kiều Anh ơi cho em lại cân nặng đi. Trời ơi em không lộn lại đọc được lại đâu. Kiều Anh nào. Kiều Anh cao. Em xem Kiều Anh cao mét bao nhiêu nhé. Đợi em chút nha. Em lộn lại comment của chị Kiều Anh một chút nha. 62kg màu cam. Cao 1m bao nhiêu chị Anh ơi? Chị Thắm là bao nhiêu cân đây? 60 cân, chị lấy màu gì chị Thắm ơi? Chị Thắm lấy màu gì ạ? Lan Trần em chốt màu cam rồi. Chị 62 cân, Kiều Anh 62 cân đúng không? Kiều Anh 62 cân 1m56. 62 cân 1m56 nhá. Thôi em chốt cho chị 3X đi, em chốt cho chị Kiều Anh 3X màu cam nhá. Em chốt cho Kiều Anh này. Kiều Anh. Hàng 420k các chế, đợi em chút nhá. Em chốt cho Kiều Anh này. 0975 này, 0975 này. 824606 824 này, 606 nhá chị nhá. Chị Kiều Anh một cái nha, màu cam đất nhá. Chị Thắm là 60 cân, chị lấy màu gì? Chị Thắm ơi, 60 cân chị lấy màu gì ạ? Cho chị cam đất ngắn chị 55 cân, hơi rộng được em ạ. Ok, ok, em chốt cho Lý Xỉu nhá. Em vẫn chốt cho Lý Xỉu nhá. Lý Xỉu này. Hàng 380k nhá. 0837972552. Ok, em chốt cho Lý Xỉu này. Hàng dài là 420. Có bông nào dài 046 cân không vừa đâu ạ. Khánh Linh cam size XL.
Ok, cho Khánh Linh nhá. Khánh Linh nghe quen đấy nhở. Khánh Linh ơi, chị lấy màu cam size XL à. Ok nhá, còn đúng một cái màu cam size XL cho Khánh Linh luôn này. Khánh Linh ơi, có phải chiều nay chị chốt rồi không? Chiều nay nếu mà chiều nay chốt rồi thì đừng chốt nhá. Em chỉ chốt hàng một lần thôi, không là nhầm đấy. Các chị chỉ chốt hàng một lần thôi nhá. Màu cam bây giờ em chỉ còn size XL, em chỉ còn màu rêu thôi nhá. Hết cam rồi nhá. Hết cam rồi, có cam kiểu khác thôi. Các chị ơi, có cam kiểu khác thôi, còn cam này hết rồi này. Em cho Khánh Linh này. Hàng 420k nhá, em cho Khánh Linh nhá. 0982 0982 này. 380241 380241. Trời ơi Khánh Linh ơi, sao em nghe số điện thoại chị quen thế, hình như chị chốt hàng rồi đúng không? Thanh Nhàn ơi, hết màu cam rồi ạ. Size XL á, phải từ 50 cân đến 55 cân nhá. Lan Dương một cam 3x nhé. Chị Lan Dương ơi, 3x à? 3X bây giờ em chỉ còn màu đen thôi các chị ơi. 3X bây giờ chỉ còn màu đen thôi nhá. Các chị để ý giúp em. 3X chỉ còn màu đen thôi ạ. Đúng rồi chị Nga ơi, màu cộng size cộng số điện thoại, đúng rồi đấy ạ. 30k ship đi đâu cũng chỉ 30k thôi. Ok, Lan Dương 1K 3X hết rồi ạ. 42 cân không vừa đâu. Các chị ơi, 42 cân không vừa đâu ạ. 48 cân không vừa đâu ạ. Từ 50 cân trở lên nhá. 52 cân màu rêu. Ok, em chốt cho Thanh Nhàn 52 cân màu rêu nhá. 180 1803 này cho Thanh Nhàn này. Các chị ơi, chuẩn số điện thoại giúp em nhé. 420k Thanh Nhàn. Màu rêu nhá chị Nhàn ơi, Thanh Nhàn ơi. Màu rêu nhá. Đây em xem số điện thoại của chị Thanh Nhàn nữa nhá. Các chị đợi em một chút. 0169 0169 này. 750 750 này. 7491 7491 0169. Ok Thanh Nhàn này. Ok, em chốt cho Thanh Nhàn rêu rồi. À Khánh Linh giờ mới mua à? Màu đen chỉ còn bây giờ em size 1X này. Các chị ơi, size 1X nhá. Size 1X này em chỉ còn màu rêu nhá. Size 1X chỉ còn màu rêu ạ. Size 1X này còn hai cái màu rêu này các chị này. Size 1X em đang mặc còn hai cái màu rêu này. Là dành cho từ 50 cân đến 55 cân nhá. Ok nhá. 420k. Còn size 2X thì em chỉ còn màu rêu màu đen. Và 3X là còn màu đen nhá. 1X các chị để ý cân nặng thôi. Đoàn Hoàng cho chị một phao ngắn đen nhé, 56 cân. Hết rồi chị ơi, hết phao ngắn đen rồi. Chị ơi, em hết phao ngắn đen rồi, ai vừa chốt hết nhở? Hết phao ngắn đen rồi nhá. 3X, 4X, vâng. Hay tớ 122 đổi áo dáng ngắn 55 không chứ không tớ sợ tớ luôn. Ok Lan Trần ơi, 1m52 nhưng mà chị nặng 62 cân không có dáng ngắn đâu. Chị ơi không có dáng ngắn đâu ạ. Áo là 420k các chị nhá. Áo là 420k. Dáng ngắn chị 62 cân em sợ không vừa ấy. Các chị ơi, 420k này. Màu rêu này các chị này. Rêu đen và cam nhá. Dáng ngắn em còn toàn 2XL thôi. Dáng ngắn còn 2XL cho các chị từ bao nhiêu nhỉ? Mà dáng ngắn là từ 57 cân đến 60 cân. 57 cân 60 cân màu rêu, màu rêu hàng 2X này các chị ạ. À đen. Đen 2X luôn nhá. Đen có cả 2X luôn nhá. Ok, đợi em chút, em kéo khóa cho chị. Đây nó còn lẻ sai nên là rất là khó luôn các chị ạ. Còn lẻ sai lắm. Lăn à 55 cân á. 55 cân. Dáng ngắn chị không vừa đâu, dáng ngắn em chỉ còn 57 cân đến 60 cân thôi chị yêu ơi.
Cái này nó không dài quá đâu chị ạ. Em có 1m53 mà em mặc đây này. Chị yêu không sợ dài đâu nhá. Em có 1m53 thôi. Mà chị 1m52 thì cũng bằng em mà. Nhá, giá ngắn của em không có 1x rồi. Chị thì chị chỉ mặc 1x thôi. Giá ngắn của em thì còn toàn 2x thôi chị yêu ạ. Đây, em kéo khóa nhá. Ship là có 30k thôi. Ship COD toàn quốc là 30k nhá các tình yêu ơi. Không phải lo về ship luôn. Bao ship luôn, đây này. Đấy, em kéo khóa lên cho các chị xem nhá. 1x còn màu rêu này, 1x dành cho các chị 50-55 cân. Em còn màu rêu nhá, 50-55 cân còn màu rêu. Vâng ạ, à, Lan Trần nhá, cái kia em chỉ còn toàn 2x thôi. Có đúng 3-4 cái màu cam 2x thôi nhá. Toàn 2x luôn đấy. Đấy. Màu đen là Lan Dương ơi, màu đen chỉ còn 2x và 3x thôi. Màu đen em chỉ còn 2x và 3x thôi ạ. Màu đen không còn 1x đâu, màu đen 2x và 3x từ 57 cân cho đến 65 cân nhá. Màu đen ấy các chị ạ. Hết rồi. Hết đen 1x rồi ạ. Còn toàn 2x thôi các chị ơi. Còn toàn 2x thôi. Chị nào mà từ 50 đến 55 cân thì chỉ còn hai cái rêu nhá. 50 đến 55 cân còn đúng hai cái rêu luôn. Còn size từ chị ơi, lại mặc gái họ Hoàng mặc cái này cho em đi. 1m50 nặng 56 cân mặc cái này cho em đi chị yêu ơi. Chị 1m50 56 cân mặc đúng cái này cho em luôn đấy. Mặc cái 1x thôi chị ạ, mặc 2x bị rộng ấy. Đây em còn đúng hai cái rêu 1x này, chị có lấy thì em chốt cho chị này. Phao dáng hơi dài thôi chứ không phải dài quá. 1m50 trở lên là mặc được rồi các tình yêu ạ. 1m50 trở lên. Lan Trần á. Lan Trần người ơi, chị lấy màu gì đấy? Trời ơi, hôm nay bây giờ em chẳng biết tìm ở đâu ấy Lan Trần ơi. Đây. Ok, chị đổi 1x màu rêu nhá. Em đổi cho chị 1x màu rêu nhá. Mẹ em béo lắm á. Béo lắm thì em lấy 2x đi. Béo lắm thì em lấy 2x đi. Có màu đen 300-420k. Ok, chị màu đen 3x thì cho em xin số điện thoại nha Lan Dương ơi. Em để đổi cho chị gì nhỉ? Đổi cho chị màu đen, màu rêu nhá, chị yêu nhá. Thế bây giờ là còn 1x 2x, 1x này là còn 1 rêu với 1 ấy này. Ok, Lan Trần em đổi này, ok nhá. Chị Lan Dương cho em xin số điện thoại ạ. Đen 3x cho em xin số điện thoại đi Lan Dương ơi. Ok, Lan Dương cho em xin số điện thoại nhá. Đen 3x nhá. 3x bây giờ màu, có màu đen nhá các chị nhá. Em còn rất nhiều 3x luôn. Màu đen à, em thích màu đen à. Mẹ em mà to lắm á, mẹ em to mét bao nhiêu, 5-6 cân thì mặc thoải mái mà. Cái con này nó là con to đấy. Đây, Lan Trần này. Lan Dương cho em xin số, ok em chốt cho Lan Dương 3x màu đen này. Ok Lan Dương này. 3x màu đen nhá, em chốt cho Lan Dương nhá. Lan Dương, Lan Trần, nhiều chị Lan thế. 420k. 1m62 mà 57 cân. Ok, mặc 2x được đấy. Gái họ Hoàng ạ, à, mặc 2x nhá. 035 này. 641 đợi chị xuất. 035 643 643 1390 1390 035 643 1390. Ok Lan Dương nhá. Ok, chị mặc cho chị áo em đang mặc 62 cân, cao 1m56. Chị ơi, 62 cân, cao 1m56. Em chỉ còn màu đen thôi tình buồn nhá. Em chỉ còn màu đen thôi. Em còn phao ngắn cam đất nhá chị Đoàn Hoàng nhá. Em còn phao ngắn cam đất size thì 57 cân chị mặc màu đen đây này. Màu đen này là em mặc hơi to đấy, em mặc cho các chị xem màu đen này. Còn cam đất ngắn nhá chị ơi, còn cam đất ngắn size 57 cân đến 60 cân luôn. Tình buồn ơi, em chỉ còn màu đen thôi. 62 cân em chỉ còn màu đen thôi, chị có lấy thì em chốt cho chị nhá. Tình buồn ơi, tình buồn. Đây màu đen đây. Chị Tình Buồn ơi, có lấy màu đen 62 cân không? Áo đang mặc màu đen 62 cân.
tớ 55 cân đấy, chọn size cho vừa vào không mất công. Ok, chị chỉ mặc 1X thôi chị yêu ơi. Đây này, gái họ Hoàng này. Gái họ Hoàng đây này. Màu đen đây này em ơi. Màu đen 2X đây này, mẹ em 57 cân. Người mặc 2X này luôn nhá. Gái họ Hoàng nhá. Đấy, em tặng mẹ một cái đi. Tặng mẹ một cái 20 tháng 10 đi. Đây chị đứng cho em xem nhá. Màu đen đây. Màu đen này. Đấy. Màu đen mình mặc vào rộng thênh thang luôn ấy. Màu đen mặc vào rất là rộng luôn. Em có tặng mẹ một cái màu đen lé không nhỉ? Không à, ok chị. Mua 2 cái không mất đâu em ơi. Mua 2 cái thì có mất 30k tiền ship thôi. Nó chỉ bớt tiền ship đi thôi nhá. 420k một cái lông vũ này, hàng Trung Quốc này. Bình thường thì em không mua được ở đâu luôn, chị thề với em luôn. Em mua một cái áo phao này có khi bán tiền 600-700 luôn ấy, 700-800 luôn ấy. Cái áo này ấy, nó trần trong trần ngoài như thế này cơ mà. Nó trần trong trần ngoài như thế này cơ mà em. Đấy, đẹp lắm. Mà nó mặc nhẹ tênh luôn đó chị ạ. Mặc cảm giác rất là nhẹ luôn. Phao đẹp luôn nhá. Dáng ngắn là 380 và dáng dài là 420. Ship thì 30k. Ship đồng giá 30k, các chị mua 1 cái cũng mất 30k, mà mua 10 cái nhà em chỉ thu các chị có 30k thôi nhá. Mẹ em mặc vừa 2X luôn, em yêu ạ. Mẹ em mặc vừa 2X luôn đấy. Đấy, nếu ok thì chốt hộ chị nhá. Ok thì chốt hộ chị luôn. Không là hết, mấy hôm nữa là hết, không còn cái gì luôn. Cái hàng này bên Trung Quốc người ta không sản xuất rồi, nó theo lô mà. Cái hàng này không sản xuất luôn rồi ấy. Đấy, bây giờ lạnh cái nó tăng giá lắm các chị ạ. Em lấy màu rêu à? Ok, thế cho chị số điện thoại đi, chị có màu rêu mà. Em lấy màu rêu cho chị số điện thoại đi nhá. Đây, màu rêu 2X đây. Tình yêu ơi, mua cho mẹ một cái tặng 20 tháng 10 đi, màu rêu 2X đây nhá. Cái họ Hoàng cho chị xin số điện thoại nhá. Cho chị phao ngắn cam đất nhé, 56 cân, 1m52. Ok, chị yêu nhá, cho em xin số điện thoại đi, Đoàn Hoàng ơi. Em tưởng chị vừa lấy cái màu đen nhỉ, ai vừa lấy cái màu đen? Chị ơi, không có cam đất rồi. Cam ngắn 2X còn không em còn Hiền Trần nhá. Em còn một cái cam ngắn 2X em chốt cho chị rồi mà. Em nhớ là em chốt cho Hiền Trần một cái rồi, hay là hai cái dài nhỉ? Hai cái màu rêu luôn á gái họ Hoàng. Em lấy hai cái màu rêu luôn á. Em lấy hai cái màu rêu cho ai mà lấy hẳn hai cái màu rêu luôn. Đấy, em lấy kiểu nào thì comment cho chị đi. Sao lại lấy hai cái màu rêu một lúc? Hai cái màu rêu chị có hai cái màu rêu luôn. Phong ơi. Hiền Trần ơi, em còn cam ngắn 2X mà. Chị vừa lấy hai cái cam rồi đấy, chị lại lấy thêm mà chị yêu. Để em hỏi mẹ em nếu thích đen em nhắn tin chị sau. Ok em. Thế bây giờ em có lấy rêu không? Em có lấy rêu không thì chị chốt cho em, còn nếu không thì thôi nhá. Chị Hiền Trần ơi, chị có lấy không? Đoàn Hoàng là ba cái màu cam luôn á chị yêu. Hiền Trần ơi là ba cái màu cam luôn á. 50 cân, 1m50 mà cao 65 cân thì có màu đen thôi chị Tuyết ơi. Gái họ Hoàng lấy một cái màu rêu đi nhá. Ok em, nếu mà thích màu đen thì hỏi mẹ thích màu đen thì mình chốt luôn màu đen, mua cho mẹ hai cái này mặc cả mùa đông luôn. Em ơi lấy hai cái màu rêu luôn á. Ok Hiền Trần nhá. Gái họ Hoàng lấy hai cái màu rêu luôn à? Đúng thì ok hộ chị với. 037 này. Không ba bảy sáu ba năm sáu ba năm không ba bảy sáu ba năm bốn hai ba chín bốn hai ba chín. Hiền Trần này ok, em chắc là Hiền Trần một cái màu cam dồn đơn ba cái này, 2XL này. Hiền Trần dồn đơn này. Hiền Trần dồn đơn nhé, tổng là ba cái. Nếu em hỏi mẹ em thích đen em đổi một đen chị ạ. Không là thế nào chị Hiền ơi? Không là thế nào? Hai cái chốt trước và thêm cái cam. Ok chị luôn. Em chốt cho Đoàn Hoàng nhá, một cái màu cam là ngắn nhá.
380 này. Đoàn Hoàng này, em chốt cho chị Đoàn Hoàng nha. Không có màu đen 70 cân đâu. Ok, chị Hiền của chị là tổng 3 cái đấy ạ. 0985 này. 469 558 469 này. 558 0985 0985 469 558. Ok nhá, Đoàn Hoàng em chốt rồi này. Đen không còn mấy đâu. Màu cam không còn 65 cân đâu. 65 cân hình như là chỉ còn màu đen ấy. À còn đâu nhở? Còn hay sao chị, còn đấy. Gái họ Hoàng ơi, em còn ở đấy không? Bây giờ em chốt lại cho chị là em lấy hai cái màu cam đất luôn à? Màu ngắn em còn đúng 2 cái từ 57 cân đến 60 cân thôi chị Lan Dương ơi, còn đúng 2 cái thôi ạ. Ngày họ Hoàng ơi, em còn ở đấy không? Ok, hai cái rêu thì chốt chị nhá, sao lại mua cho mẹ một lúc hai cái rêu giống nhau thế này em ơi. Ok, lại cho chị đi để chị còn biết, chị cứ thấy nó làm sao ấy. Ok, lại đi xong là để chị chốt cho nhá. Em mặc rêu cho các chị này. Màu ngắn chị không vừa đâu chị Lan Dương ơi, ngắn chị không vừa đâu, ngắn em chỉ có đến 60 cân thôi chị nhá. Cái họ Hoàng ơi, em yêu còn đấy không? Màu rêu này 1X này, 50 đến 55 cân này. Em còn cho các chị từ 50 đến 55 cân và còn một cái màu rêu, một cái màu cam nhá. Còn một cái màu rêu, một cái màu cam nhá. Cái họ Hoàng ơi, em chốt lại cho chị đi, chị vẫn chưa hiểu là em lấy của chị đâu. Giá ngắn chị bao nhiêu cân? Chị Lam Dương 62 cân thì không vừa đâu chị ơi. Em còn toàn 2X thôi ấy. Còn toàn 2X để em gọi cho cái bạn cái gì nhỉ? Không có bầu rêu 70 cân đâu, gái họ Hoàng này nhá. Để xem là bạn ấy lấy cái gì, em còn chốt cho luôn. 0376 này. 0376 354 354 239 239. Áo em đang mặc là 420k nhá. Các chị nhá, 420k. Có đen rêu nhá. Cam, đen rêu cam ạ. Màu cam dáng ngắn còn 2 cái thôi các tình yêu ơi, màu cam dáng ngắn. Cái này là cho các chị từ 50 cân đến tận 65 cân luôn đấy. Ơ em ơi, có phải em mua hai cái áo mô phao cho mẹ không? Alo. Dạ, vâng chú ơi, chú hỏi lại giúp cháu xong, nếu mà có ấy thì chốt luôn nhá. Em ơi, chị cháu đang, đây là số điện thoại của chú ạ. Vâng, thế để cháu hỏi bạn ấy xem nhé. Ok chú ạ. Chị ơi, em lấy hai rêu nha, em hỏi mẹ em rồi. Em ơi, chị vừa gọi điện ấy, có bố em nghe điện thoại đúng không? Không còn đen ngắn đâu, em lấy hai rêu em hỏi mẹ em rồi à. Em trong số điện thoại của ai đấy, chị vừa gọi điện là có bố em hay ai nghe điện thoại ấy. Hai cái rêu giống nhau luôn á, lấy cho một người hay hai người đấy em ơi? Em lấy cho một người hay hai người mà lấy hai cái rêu luôn. Tình yêu ơi, trả lời lúc chị đi. Gái họ Hoàng này. Sồn. Hai rêu. Em muốn hai người. Ok em nhá, nhưng mà em hỏi lại. Ok Lan Dương nhá, lát nữa em mai nhận bên em có nhân viên gọi điện nhá. À hai người ok, thế chị chốt hai cái màu rêu nhá. Chốt cho em hai cái màu rêu nhá, chị vừa gọi điện hình như bố em nghe máy ấy. Thế em cho chị là số điện thoại của bố em à. Đây này các tình yêu ơi, màu này này. Con này này. X
Ok em nhá, ok em. Rêu 53 cân vừa nhé Hiền Trần ơi, rêu 53 cân vừa. Em còn một rêu một cam cho 50 đến 55 cân mà chị Hiền Trần. Ok nhá, chị chốt cho em hai cái màu rêu rồi em ạ. Chị chốt cho em hai cái màu rêu rồi. À, em ở bên Đài Loan ạ. Thế thì chị cứ gửi hàng về nhá. Chị cứ gửi hàng, mai chị gọi điện cho bố em xin địa chỉ nha em yêu ơi. Ở bên đấy bây giờ là mấy giờ đây em? Ở bên đấy bây giờ là mấy giờ? Chị Hiền Trần ơi, cái màu rêu còn có size nhá. Sao chị mua cho ai mà mua nhiều thế chị yêu? Bây giờ em còn size thì 50 cân. 2XL, chị chốt cho em 2XL rồi, 2XL em nhá. Yên tâm đi, chị lấy chuẩn size rồi. Ok em. À gần 12 giờ à, thì nó cũng không không chênh nhau mấy nhỉ em nhỉ. Ở đây cũng có giá ngắn chị Loan, chị ơi, giá ngắn em chỉ còn size cho các chị từ 50 cân, 57 cân đến 60 cân nhá chị Loan nhá. Còn đúng một size 50 cân đến 57 cân, đấy toàn nhầm thôi. 57 cân đến 60 cân luôn. Giá ngắn ấy còn đúng size đấy thôi chị yêu ạ. Giá dài là 420, giá ngắn là 308. Giá ngắn còn đúng hai cái luôn. Giá ngắn còn đúng hai cái luôn nhá. À chênh nhau có một tiếng thôi à. Chị lại lấy thêm một cái rêu này à chị yêu. Chị lấy thêm một cái rêu cho 53 cân đúng không? Chị ạ, ok chị nhá. Thế này ok chị nhá. Chị mua cho ai đấy mà mua nhiều thế chị? Mua cho ai đấy mà mua nhiều thế? Mua nhiều thế đừng có bom hàng của em nhá. Chị yêu nhá. Mua nhiều thế đừng có bom hàng của em nhá. Khổ thân em lắm ấy. Rêu 59 cân vừa nhá Thúy Thúy ơi. Rêu 59 cân vừa ạ. Em cho Hiền Trần thêm một rêu này này. Đấy em cho Hiền Trần tổng là 4 cái rồi nhá. Không có size nhỏ đâu Loan ơi, em không có size nhỏ đâu. Giá ngắn đây còn đúng hai cái màu cam size 50 7 cân đến 63 cân ạ, à 60 cân ạ. Ok chị nhá, đừng có bon hàng của em đấy. Trời ơi, em mua nhiều em vui lắm nhưng mà em cũng sợ lắm. Mua nhiều mà các chị không nhận hàng cái là chết em luôn. Chị không có phao nam đâu. À, hai mẹ và cô à, tặng 20 tháng 10 luôn à chị. Trời ơi, mua cho mẹ với cô những cái này lụt thì là quá là đẹp luôn rồi đấy. Mà các bà, các mẹ thích lắm, mẹ chồng em cũng mặc cái này, thích ơi là thích luôn chị ạ. Hiền Trần này, Hiền Trần. Xôn. Tổng là 4 cái chị nhá, tổng là 4 cái nhá. Hàng này là 420k này. Vâng, ok chị, em lấy cho chị rồi ạ. Em các chị ơi, cái này nha, em còn đúng hai cái cho các chị từ 57 cân đến 60 cân. 380k là dáng ngắn và 420k là dáng dài nhá. Vân Hoàng ơi, muộn rồi ngủ thôi à? Hôm trước chị lấy ba áo len của em rồi mà. Vâng ạ, à, ok chị, thank you chị nhiều lắm nhá. Thúy Thúy em mua hai cái tặng mẹ tặng bà à. Thank you Hiền nhá, cảm ơn chị yêu nhá. Vân ơi chưa ngủ à, muộn thế. Không có size dưới 50 cân đâu em ơi, không có dưới size dưới 50 cân đâu. Toàn size to thôi. Size cái này từ 57 cân đến 60 cân cơ. 57 cân đến 60 cân cơ. Đấy. Thanh Yên ơi, 54 cân á, nhưng chỉ có dáng dài thôi nhá. 54 cân em còn dáng dài chị yêu ạ. 54 cân còn dáng dài này này, chị mặc cái này đi. Một tím cẩm thế này. Yêu này, 54 cân mặc màu tím cẩm cho em đi. Đấy. Các chị hốt hốt hết cho em đi vườn không nhà trống đi để cho em về. Thúy ơi, 45 cân không có màu đen đâu. Để mai em đi lấy hàng đây. 54 cân mặc dáng dài này đi chị Hiên ơi. Mặc dáng dài đi hoặc là mặc dáng dài màu cam đi. Cho mình một chiếc màu cam. Chị Tỉnh ơi, chị bao nhiêu cân đấy? Chị Tỉnh ơi, chị bao nhiêu cân để em chốt cho chị. Em chỉ còn 2X thôi. 57 cân đến 60 cân nhá chị Tỉnh nhá. Còn 2X thôi. Chị lấy áo phao ngắn cho người 30 tuổi chưa em?
Chưa chị, Lan ơi, chị chưa có đâu. Lan ơi, yêu quý ơi, chưa có đâu em yêu ơi. Không tuổi thôi nhá, không tuổi thôi. Chuẩn bị chị ạ, chăm chỉ kiếm tiền quá. Trời ơi em ơi, bây giờ không chăm chỉ không được ấy. Chăm chỉ không được, không biết làm gì Vân Hoàng ạ. Phải chịu khó thức đêm thức hôm, mệt lắm đấy các chị ạ. Nói như này thôi nhưng mệt lắm. Mà sau có phải là like như thế này là xong đâu. Sau đấy lại còn chốt đơn này, còn gọi điện này. Trời ơi, xong lại còn bao nhiêu đơn. Các chị bom hàng của em mới tội nghiệp chứ. Nên là chị yêu nào chắc chắn lấy thì chốt cho em nhá. Nếu mà không lấy thì không ủng hộ thì thôi. Nhưng mà đã ủng hộ em thì chắc chắn lấy cho em. Chứ đừng có bắt em ship đi rồi em lại ship lại nhá. Một cái áo em không lãi được nhiều đâu các chị ạ. Một cái áo này nhá, thực sự là không lãi được nhiều đâu. Mà các chị tiền đi tiền về mất mấy chục nghìn rồi. Ok được, thế đổi màu rêu sang cam ngắn nhá. Lúc ấy chị lấy một cái cam ngắn rồi mà chị yêu ơi. Lúc ấy chị lấy một cái cam ngắn rồi ấy. Bây giờ chị có đổi không thì để em đổi luôn thì còn sai này. Màu rêu đây này. Chị ơi, chị có đổi được không để em đổi cho. Vừa ấy chị là lấy hai. Chị lấy một cái màu rêu rồi chị ạ. Nhưng mà 5-3 cân không vừa màu rêu, màu cam này đâu chị nhá. 5-3 cân chỉ vừa màu rêu này thôi. Cái màu cam đất này của em là từ 57 cân trở lên đấy Hiền ạ. Ok Hiền, ok Vân nhá. Hôm nào chị lấy phao trẻ trẻ về cho mọi người. Nhiều người hỏi quá. Đổi cho chị nhá, đổi cho chị một cái cam này nữa là hai cái cam ngắn nhá chị nhá. Hai cam ngắn và hai cam dài nhá. Mà cam ngắn em nói trước là 5-3 cân không vừa đâu. Nếu mà ok em đổi luôn ạ, không sao cả. Chị ơi, 380k dáng ngắn và 420k dáng dài. Hiền có ok không? Hiền ơi, ok không? Đổi sang hai cam ngắn, hai cam dài không? Để em chốt cho chị nào. Cam ngắn là 380 nhá, Hiền nhá. Nhưng mà có một, em tưởng là một bà là 53 cân chị. Em tưởng là một bà có 53 cân thôi. Một bà là 65 cân mà. Làm sao mà lấy hai size này được chị? Cái size này của em chỉ 57 cân đến 60 cân thôi. Bà của chị là 65 cân thì không mặc vừa cái này đâu chị yêu ơi. Chị vừa lấy là một cái đen 65 cân, một cái cam 60 cân, một cái cam ngắn. Đấy, bây giờ chị lấy thêm một cái cam ngắn nữa đúng không ạ? Đúng thì ok hộ em nhá, đúng thì ok em đổi luôn cho chị nhá. Rêu 59 cân ok nhá, Thúy Thúy nhá. Rêu dáng dài nhá chị Thúy Thúy ơi. Rêu dáng dài Thúy Thúy 59 cân nhá. Em cho cho Thúy Thúy rêu dáng dài nha, 420k nha, đúng không Thúy Thúy ơi? Đúng thì ok hộ em này. À ok Hiền, em đổi cho chị Hiền nha. Thúy Thúy này. Thúy Thúy. Thúy Thúy này. 090397. Em rất là thích các chị ủng hộ em ấy, bán hàng thì chỉ mong các chị vào ủng hộ thôi. Nhưng mà chị nào mà mua nhiệt tính, mua thực sự muốn mua thì ủng hộ. Còn chị nào mà không có ý định mua, cứ đặt đấy xong lại bom hàng thì thôi, các chị đừng có mua. Ok Thúy Thúy nha, 0397 742 742 này. 811 811. 0397 742 811. Ok nha, em cho cho Thúy Thúy này. Em đổi cho chị Hiền nha. Em đổi cho chị Hiền nha. Đổi cho chị Hiền sang hàng 380 này nhé. Ok luôn, thế là cái cam ngắn này em còn đúng một cái này. Cam ngắn còn đúng một cái luôn. Cam ngắn còn đúng một cái luôn, ai lấy thì chốt luôn của em nhé, cam ngắn nhé. Đổi cho Thúy Thúy này. Rêu cam ngắn còn đúng một cái em đang mặc trên người luôn. 57 cân đến 60 cân, ai lấy thì chốt luôn của em, nốt cái cam ngắn em đang mặc trên người nhá, các chị yêu nhá. 57 cân đến 60 cân là hết cái dáng ngắn luôn, hết cái dáng ngắn này luôn và không còn hàng luôn ấy, không còn hàng để bán luôn ấy. Ok Thúy Thúy này, Hiền Trần tổng là 4 cái này. Ok này, đấy một cái cam ngắn này có ai lấy không thì chốt luôn hộ em nhá. Một cái cam ngắn này này, mình đem làm lấy đi chốt hộ em luôn này. Còn một cái ngắn là toàn 45 cân á, dáng dài chị có thích không? Chị mua cho ai đấy? 52 cân vừa đâu chị ơi, 45 cân em. Nhưng mà 45 cân rộng ấy chị ạ, vẫn rộng đấy. Không mặc được đâu, nói chung là không mặc được đâu chị ạ.
45 cân là khó mặc lắm. Như em này này, em mặc mấy cái phao này cái nào cũng bị rộng luôn đấy. Ít nhất phải tầm 48 cân trở lên thì em còn có size. Chứ 45 cân là thôi không giới thiệu cho chị nữa, tại vì không vừa ấy. Không vừa lại mất công chị ra. Mấy giờ rồi? 11 giờ rồi nhá. Một cái này thôi, em mở mặc thử nốt cái dáng dài lên chị yêu nào chốt, còn cái dáng ngắn này còn một cái nhá các chị nhá. Còn một cái nhá. Ai lấy thì ok cho hộ em nốt đi. Nốt cái dáng ngắn này còn một cái đi nhá. Bây giờ em chuyển sang dáng dài nha các chị yêu nhá. Em chuyển sang dáng dài nha các chị luôn. Bao giờ em về dáng ngắn cho người trẻ? Chị Lan ơi, mai em đi lấy hàng. Mai em đi lấy hàng, nếu mà có dáng ngắn cho người trẻ thì em liver rồi chị ấn theo dõi em nhá chị Lan nhá. Nhiều người hỏi dáng cho người trẻ quá rồi nhưng mà em còn chưa ấy được ấy. Đây em đọc nốt. Đó, cái rêu dáng dài này luôn cho các chị xem. Dáng ngắn này còn một cái thôi. Chị Hương ơi, hôm nay em gửi áo dạ cho chị rồi nhá. Chị Hương nhá, hôm nay em gửi áo dạ cho chị rồi đấy. Chị yêu nhá, hôm nay em gửi áo dạ rồi. Chị để ý đơn hộ em nhá. Bán hàng muộn lắm, bọn em đi vào muộn lắm. Tối nào cũng phải ngủ muộn luôn đó chị ạ. Đây dáng dài này, có chị yêu nào lấy thì chốt này. Còn size cho các chị từ 50 cân đến tận 65 cân luôn. 50 cân đến 65 cân luôn nha, dáng dài nhá. 50 cân đến 55 cân thì em còn rêu và cam nhá. Rêu và cam nha. Đấy, ai lấy thì ok chốt của em này. Chị cũng ngủ muộn thế chị ơi, chị ngủ muộn thế. Đấy, còn rêu và cam nhá, đây này các chị này. Đấy, ai lấy thì ok, ok và chốt giúp em nhá. Đẹp lắm đấy các chị ơi, đẹp lắm luôn, đẹp lắm. Rêu dáng dài 420k trần trong trần ngoài bao đẹp luôn, nó là hàng lông vũ siêu nhẹ nha các chị nhá. Ơ chị mới gửi mà Vân ơi, chị mới gửi mà chắc là chưa nhận được đâu. Nó phải 1-2 hôm đấy, mới gửi làm sao mà đã nhận được em yêu ơi. Chưa nhận được đâu, em cứ đợi đi. À, chị Châu Bùi ơi, cái áo của em đang mặc là 420k nhá chị nhá. 420k màu rêu. Từ 50 cân đến 65 cân luôn chị yêu ạ. À. Em có size từ 50 cân đến tận 65 cân luôn đấy, cho các chị thoải mái lựa chọn luôn. Hình như nào lấy màu nào chỉ cần chốt màu của số điện thoại với em thôi ạ. À. Chị bao nhiêu cân để em xem là chị có vừa không. Đấy. Nó mặc thích lắm các chị ạ, vì nó là hàng siêu nhẹ mà nó lại còn hàng lông vũ ấy, trần trong trần ngoài ấy, nên là mặc thích lắm ấy. Thể thao em mai em có. Chị gửi luôn áo len cho em rồi, chị gửi luôn áo len chiều nay rồi em Vân ạ. Bộ thể thao thì mai nhá chị nhá, bộ thể thao mai nhá, tại vì là hôm nay không có, mà hiện em không còn một cái bộ nào luôn ấy. Để xem là mai còn hàng không ạ. Ơi, buồn ngủ quá rồi các chị ơi. Tình yêu nào ủng hộ em nốt mấy cái áo dáng dài này đi để em ngủ nào. Các chị 50 cân đến 65 cân đâu vào đây hết cho em đi. Linh Trang ơi, mai em đi để xem có cái gì em lấy. Mai em lấy quần tất lưới cho chị nhá. Mai em lấy quần tất lưới cho Linh Trang nha. Đây tình yêu nào có chị yêu nào lấy mà lấy thích quần tất lưới như em này thì đặt hàng đi, mai em lấy cho. À bên trong à, ok chị nhá, bên trong của nó đấy. Bên trong của nó trần đẹp luôn này chị ơi, trần đẹp lắm. Nó là hàng Quảng Châu xịn rồi nên là các chị yên tâm luôn, không phải lo về đường trần luôn nhá. Trần đẹp, bao đẹp luôn. Không có dạ ép 50 cân đâu. Chị hết rồi còn hai cái dạ luôn. Mai em lấy quần tất cho chị Tâm nhá. Chị Tâm nhá, mai em lấy quần tất cho ạ. Mai lấy một ít quần tất lưới này. Các chị có thích quần thể thao, à quần thun ấy, quần mặc nhà không? Các chị có thích quần mặc nhà không? Hoặc là các chị có nhu cầu cái gì
Ok, hôm nào Phao trẻ về thì em cứ vào theo dõi chị nhé, là chị sẽ đi vào đấy. Các chị còn thích quần kiểu như quần thể thao mặc nhà không ấy? Không có dạng ngắn đâu Hằng ơi, không có dạng ngắn đâu. Mai phải đi săn lùng em có gì lấy. Chân váy da, năm ngoái chị bán nhiều chân váy lắm. Áo em đang mặc là 420k. Vâng ạ, lần này chị đi chị đang định là lấy váy này, chân váy này, áo len mặc cùng chân váy này, hoặc là những chân váy xòe này, chân váy xếp ly này, năm ngoái chị bán rất là nhiều luôn. Năm nay bắt đầu xong cái đợt phao này là chuyển sang cái hàng hàng đi chơi nhá, thời trang đi chơi như thế cho nó trẻ trung. Cho nó trẻ trung, dành ưu tiên các bạn trẻ một chút. Áo này là 420k dáng dài, có size từ 50 cân đến tận 65 cân luôn các tình yêu ơi. Size từ 50 cân đến 65 cân luôn nhá. 45 cân không có đâu chị ơi. 45 cân không có đâu ạ. Vâng ạ, mai em săn dạ ngắn chị Hằng ơi. Mai săn dạ ngắn đấy, nhiều người hỏi lắm rồi. Có vẻ như dạ ngắn thì dễ mặc hơn ạ. Ừ, lấy chân váy nha Đinh Hương nha. Em thích chân váy xòe hay chân váy xếp ly? Mai chị đi chị lấy chân váy dạ cho mọi người mặc đẹp luôn đấy, kết hợp với áo len luôn. Mai mai tập trung vào chân váy này, áo len này và bộ, chân váy áo len và bộ. Có phao dạng có dạ dạng ngắn thì em lấy, và có phao dạng ngắn đẹp thì em lấy luôn. Các chị nha. Đấy, nên là mai các chị tối mai đấy. Tối mai 8 giờ các chị nhớ vào vào xem liver của em nhé. Chị ơi, áo áo phao phía trong bằng lông á thì mặc nóng lắm. Chị cảm ơn Ly Tâm nhá. Chị cảm ơn em yêu nhá. Dạ trẻ ý sao bóng. Đúng rồi, chị mọi năm chị toàn bán cái đấy mà Vân. Chị 52 kg mặc cái XL này này, còn có màu cam đất và màu này chị nhá. Em có cam đất và rêu chị Hạnh nhá. Mặc cái của em đang mặc này luôn. 52 cân còn hai cái luôn đấy. 52 cân còn hai cái cho chị lựa chọn luôn này. Một cái cam đất và một cái rêu chị nhá. Còn đúng hai cái thôi tình yêu ơi. Lấy cái màu rêu này đi. Màu rêu này đẹp à. Đấy, size 1X này là còn. Chị nhờ lấy cho chị một áo dạ màu cà phê sữa size L đang. Ok chị nhá. Nhưng mà cái đấy, vâng, để em xem còn hàng không cơ. Nhiều người dặn em lắm nhưng không còn hàng. Nếu mà còn cái size L em gửi cho chị luôn nhá. Còn cái size L em gửi cho chị luôn ạ. Hôm đấy có cái size L đấy mà em cứ sợ chị mặc chật thì cuối cùng lại lấy XL nên nó bị rộng. Sân cả áo kaki lót lông với paka lót lông chị. Ok em luôn. Mấy cái đấy tin tin ý. Mai nhà chị có người mẫu tin luôn. Mai có người mẫu tin mặc cái các cái đấy cho các em trẻ luôn nhá. Đẹp lắm. Nói chung là áo len thì chị bán áo len vừa tiền thôi nhưng mà chất lượng phải đẹp, không bán áo đắt đâu các chị ạ. Chỉ bán áo len vừa vừa phải thôi nhưng mà cũng không bán áo hàng chợ luôn, không bán áo hàng chợ luôn. Vì là em hay săn hàng Quảng Châu, hay săn hàng Quảng Châu giá giá theo lô ấy nên nó được rẻ. Theo lô không phải là hàng si nhá các chị nhá. Các chị ví dụ như cái áo này của em này, em ôm cả lô này nó ra 200 cái em lấy luôn cả 200 cái thì bao giờ nó cũng được giá rẻ hơn là các chị đi nhập 10 cái, 5 cái đấy. Nên là về bán rẻ hơn mà giá hàng chuẩn luôn. Theo lô đợt đầu thì bao giờ nó là hàng chuẩn nhất nhé. Còn ví dụ như về đợt sau ra thì có thể nó là nhái lại đấy. Nhái lại nhiều lúc là nó bằng cái giá đợt đầu mà có khi nó rẻ hơn. Nên các chị, quan trọng là các chị nhận hàng các chị thấy ưng ấy là được ạ. Còn ai lấy gì không thì em đi nghỉ đây. Mai em, mai mấy giờ nhỉ? 4 giờ là em phải đi lấy hàng rồi. Các chị ơi, mai 4 giờ là em phải đi lấy hàng rồi. Đến chiều em mới về. Chiều em mới về thì sáng mai nhà em lai. Sáng mai nhà em không phải màu đỏ đâu chị Anh ơi, sáng mai nhà em có bạn mẫu bạn lai áo phao ngắn dài, phao béo ngắn dài cho các bạn trẻ nhá. Ai mà thích phao ngắn dài ấy thì sáng mai nhá, 9 giờ nhá. Đây nó là màu cam đất nha chị ơi. Chị cho em hỏi là chị năm nay bao nhiêu tuổi à chị Hạnh? Cho em hỏi năm nay chị Hạnh bao nhiêu tuổi để em xem là chị có mặc hợp cái áo này không ạ. Năm nay chị yêu bao nhiêu tuổi rồi? Nó là màu cam đất nha và màu rêu nha. Màu rêu, màu cam đất chị Hạnh nhá. Chị ơi, cái áo này của em ý. Vâng, dạ thì toàn chất như thế trước thôi. Mai mấy giờ chị liver chị ơi?
Ly Tâm ơi, mai nếu mà hàng mới thì phải tối nhá. Vâng, em xem chất như 45 tuổi mặc đẹp chị nhá, 45 tuổi mặc đẹp, em chỉ sợ là các em mà ba mấy tuổi, hai mấy tuổi thì không được đâu. 52 ký mặc vừa luôn chị tỉnh nhá. Ok chị Trang, nếu mà có chất đẹp, em chỉ lấy chất đẹp thôi. Rất nhiều người mời em dạ xù ấy, dạ xù lông ấy, rẻ lắm. Bán ra chỉ tầm 300 nghìn thôi nhưng em không lấy các chị ạ. Dạ xù lông ấy, nói chung là các cái mối buôn họ mời rất là nhiều cái hàng hàng dạ xù ấy nhưng mình không thích. Em bán quen cái dạ ép rồi. Em bán quen cái dạ ép như nhà em rồi nên là sờ vào cái đấy em thấy nó ráp lắm. Nó ráp mà lông nó cứ xù lên là em không thích luôn ấy. Bản thân mình không thích là mình cũng không thích bán luôn. Ok em nhá, cái gì mà mình phải thích cơ. Mình nhìn ngoài mình thấy thích thì mình mới nhập về. Chứ không phải là mình lấy hàng mình phải được sờ tận tay cơ. Đây này, lót bên trong này các chị này. Lót bên trong trần lót đẹp luôn. Lót bên trong đẹp luôn nhá. Đấy. Ai lấy nào thì chốt hộ em nhá. Cho chị lấy màu rêu, ok chị nhá. Lấy nốt cái màu rêu này cho em là hết này. Chị Hạnh này, lấy màu rêu này. 54 cân đúng không chị yêu? Ờ nghỉ thôi, Hà ơi nghỉ. Hà có mai có đi lấy hàng với tớ không? Hà mai có đi lấy hàng không? Thì làm một chuyến đi lấy hàng đi. Mai đi chơi một chuyến đi Hà ơi. Em không có vét đâu, em chốt cho chị Hạnh nhá. Chốt cho chị Hạnh màu rêu này. Em không có vét đâu, chị ơi. Các chị có nhu cầu vét không? Để mai em đi săn vét cho các chị đây. Có chị nào có nhu cầu màu cam bao nhiêu tiền? Chị 52 cân mặc được. Cái này của em là size 50 cân đến 55 cân mà. Mặc được thì em mới chốt chị yêu nhá. Em 45 cân mặc nó rộng. Không có đâu. Bạn ơi, có đúng một cái màu cam thôi. Còn lại là toàn màu rêu với màu đen. Size thì 57 cân nhá. Rêu mới đen. Còn từ 57 cân đến 65 cân luôn. Màu cam này là 420k. Cam ngắn là bao nhiêu nhỉ? 380 nhá các chị nhá. Có màu nâu đất không? Có nâu đất đâu chị ơi, không có nâu đất đâu. Em thấp lắm chị Trang ơi, em có 1m53 thôi Trang ạ. À quên, em nhầm, chị Tâm ạ. Em có 1m53 thôi, em thấp mà. Em thấp lắm nên là vượt các em mà mặc được thì các chị mặc đẹp. Em phải nói thật luôn là em mà mặc được thì các chị mặc đẹp. Tại vì các bạn mà cứ cao 1m6 trở lên thì mặc cái gì mà chẳng đẹp đúng không? Chứ có mình có phải là người mẫu như các bạn đấy đâu. Mình mặc được thì em mà mặc được các chị yên tâm là các chị mặc được. Hạnh nha. Hàng 420 nha. 420 0933 à 0932 0932 205 280 205 280 0932 205 280 ok nhá. Ok em chốt cho chị Hạnh nhá. Cam đất được mở. Áo ngắn có đúng một cái thôi. Cho mình cam ngắn đi à. Chị tỉnh lấy cam ngắn cái gì? Cam ngắn không vừa đâu. Cam ngắn chị ơi, cam ngắn còn size duy nhất một cái. Còn size các chị từ 57 cân đến 60 cân. Nếu mà vừa thì em đã chốt cho chị từ lúc nãy rồi. Cái cam dài là còn 1x này. Cam ngắn là còn 2x thôi nhá chị yêu nhá. Cam ngắn là còn 2x. Cam ngắn là còn 2x nhá. Cam đất đây. Còi ơi, em đang mặc cam đất đây. Chị ơi, cái em đang mặc là chính là cam đất đây mà chị. Nó là màu cam đất đấy. Các chị đừng nhầm, nó là màu đỏ nhá. Nó là màu cam đất đấy. 52 kg mặc vừa cái em đang mặc luôn. Chị coi nhá. 52 kg chị mặc vừa cái em đang mặc luôn. Và một cái dáng ngắn. Giống hết nhau nhưng mà nó là cái dáng ngắn và dáng dài. Dáng ngắn chỉ có 380 thôi nhưng mà còn đúng size 2x. Ok chị còi lấy luôn cái này nhá. Em chốt cho còi luôn cái này nhá. Ok. Ôi chị Hồng Ngân ơi, màu đen thì đúng là size của chị luôn. Tự màu đen em chỉ còn toàn size 65 cân luôn chị ạ. Em chưa gọi đâu chị ơi, em chưa gọi đâu, sáng mai dậy gọi. Chị ơi, sáng mai dậy gọi. Chị còi ơi, chị không vừa cái ngắn này đâu. Cái ngắn này là 2x mà chị yêu ơi.
coi. À, chị coi lấy cái ngắn này á, không vừa đâu nhá, chị coi nhá. 52 cân chị vừa dáng dài thôi. 52 cân không vừa, dáng ngắn này các chị ơi, là dáng ngắn này 52 cân không vừa đâu nhá. Dáng ngắn này của em là 57 cân đến 60 cân đấy. Em tưởng chị lấy cái dáng dài thì vừa. Hai chị nhá, chị coi và chị tỉnh 52 cân vừa nốt cái màu cam đất dáng ngắn này cho dáng dài cho em này. Đấy, có lấy hộ em cái cam đất dáng dài này này, mặc thích lắm em các chị này. Đấy, dáng dài này thì vừa nhá. Còn cái ngắn nó không vừa đâu. Cái ngắn nó không vừa đâu các chị ơi. Ai vừa hỏi màu đen khi nào lấy á, hết sạch luôn rồi không có đâu. Màu đen 65 cân ký có vừa nhá chị Hồng Ngân nhá. Màu đen có 65 ký luôn. Ngân có lấy không thì chốt, em chốt cho chị nào. Chị không thích dáng dài à, chị yêu ơi, dáng dài đẹp thế này. Không thích dáng dài. Ôi ơi. À áo dài chị có rồi ạ. Thế thì ok chị nhá. Dáng ngắn thì em hết rồi. Nào có ai vào bon chen được cái gì cho em không, để em nghỉ đây, để em mai em đi lấy hàng cho các chị đây. Chị Hạnh lấy nốt á. Chị Hạnh lấy cả luôn cái màu rêu á, hay là lấy cái gì chị Hạnh ơi? Chị Hạnh lấy luôn cái màu cam này dáng ngắn á chị, hay dáng dài? Không có đâu chị ơi, hàng này em báo hết là hết mà. Không có đâu nhá. Hết là hết luôn. Hết là hết từ bên Quảng Châu luôn ấy. Là không còn hàng ấy các chị ạ. Chị hai chiếc nhé, hai màu. Ok chị luôn. Thế thì em chốt luôn cho chị cái cam đất này nhá. À cái cam đất này nhá chị Hạnh nhá. Dồn nhá chị nhá. Cô ơi, có hai loại mà, hôm đấy cô bảo cháu là lấy túi đấy cơ mà. Trời ơi, túi đấy làm gì xấu cô. Cháu gửi cho cô rồi đấy, cháu gửi cho cô cái túi chéo này rồi đấy. Chị, bao nhiêu tiền vậy em? Mềm hay pha mềm hay? Mềm mà, chị Ngân ơi, pha mềm mà. Ok chị Hạnh nhá, pha mềm đấy chị Ngân ơi. Ok em chốt cho chị Hạnh hai cái hai màu luôn. 45 tuổi mặc được đấy chị ạ. Chứ ba mấy tuổi là em không bán cho đâu. Ba mấy tuổi không bán, không hợp. Cứ 40 tuổi trở lên là mặc đẹp. Ok chị nha, em buộc hai cái này vào của chị để mai các bạn đến chốt đơn. Buộc cho chị hai cái này lại để mai các bạn chốt đơn nhé. Rồi, có chị yêu nào lấy không? Hồng Ngân có chốt cái đen 65 cân không thì chốt hộ em là xong em nghỉ đây. 420k và áo ngắn đây là 380 nhá Thanh Thảo nhá. Áo ngắn em đang mặc có đúng một cái luôn, một cái cho các chị từ 57 cân đến 60 cân, có đúng một cái luôn ấy. Đây này, còn đúng một cái luôn. Là hết luôn. Đấy, ai lấy nốt tầm cân nặng đấy thì lấy nốt chốt hộ em để em đi nghỉ đây. Các tế ơi, các tế ơi. Bằng lăng tím ơi, cái phao chị đang mặc là 380 nhá. Còn áo màu rêu gái đã gửi cho. Cháu gửi rồi, cô ơi, cháu gửi rồi nhá. Cháu gửi cho cô rồi đấy. Còn hai cái của cô, cháu còn chưa biết là bao giờ về đến đây. Chán quá đi mất. Thôi các chị ơi đi ngủ đi. Hẹn các chị ngày mai nhá. Hẹn các tình yêu ngày mai nhá. Em kết thúc liver đây, hẹn các chị tối mai nha. Ấn theo dõi Facebook của em đi. Tối mai hàng đẹp lắm đấy ạ. Hàng đẹp lắm đấy. Tối mai các chị cứ hóng em đi. Em bao đẹp, em săn toàn hàng đẹp luôn. Mai đích thân em đi lấy luôn nha các chị nha. Màu đen á, không có đâu em yêu ơi. Chị còn đúng một cái màu cam đất này thôi, không có màu đen luôn ấy.
Em chúc chị ngủ ngon nha. Chị ơi chị cũng thức muộn nhở. Chị Tâm ơi chị cũng thức muộn thế. Em giờ này lên là em phải check in book à. Bán cho chị một cái màu đen. Có được thử không em? Chị yêu ơi không được thử đâu. Em không cho các chị mặc thử đâu. Các chị cứ nhận hàng đi ạ. Đây này như chị Trang đây này. Cứ nhận hàng đi. Trường hợp mà không vừa em cho các chị đổi thoải mái mà. Chứ bây giờ ai cũng bảo em là ship cho các chị thử. Xong các chị không vừa các chị trả lại em luôn ấy. Thì mỗi cái áo em mất 5-60 nghìn tiền cướp thì còn gì nữa chị ơi. Chị cứ mặc thử đi nhá. Chị à chị cứ nhận hàng đi. Nhận hàng đi thanh toán tiền đi ạ. Rồi trường hợp mà không vừa em cho chị đổi. Đấy. Em cho chị đổi thoải mái luôn. Chứ em không thích đến cho các chị mặc thử đâu. Chị thích để xem em đi vào. Em bây giờ em đi ngủ đây chị yêu ơi. Em đi ngủ đây. Hẹn tối mai chị nhá. Tối mai là vào em vào xem em nhá. Đấy. Hồng Ngân có ok không thì em chốt cho chị màu đen nốt nào. Em còn đúng hai cái màu đen cho 65 cân đấy chị yêu ơi. Còn đúng 2 cái màu đen cho 65 cân luôn. Đấy, nếu ok thì chốt nhá. Nếu ok thì em chốt cho chị nhá. Thì em nghỉ đây. Hẹn các chị ngày mai. Bye bye các chị nha. Hồng Ngân còn ở đấy không? Hồng Ngân có ok không thì em chốt này. Không là em nghỉ đây ạ. Em nghỉ đây. Nếu mà lấy thì để em chốt cho chị nha. Lấy cái màu đen ấy. Em chốt cho chị luôn. Hết rồi các chị. Hết hàng rồi ạ. Bye bye cả nhà nha. Em kết thúc đây ạ.